Đối thoại với Thượng Đế. Tập 1. Chương 1. Mùa xuân năm 1992, tôi nhớ vào cuối lễ phục sinh, một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra trong đời tôi. Thượng Đế đã bắt đầu nói chuyện với các bạn qua tôi. Xin được giải thích, hồi đó tôi rất buồn về nhiều chuyện, chuyện cá nhân, nghề nghiệp, chuyện tình cảm, vân vân. Tôi cảm thấy đời mình luôn luôn thất bại về mọi mặt. Từ lâu tôi có thói quen là viết ra những ý nghĩ của mình thành những bức thư. Thường thì tôi không bao giờ gửi đi, nhưng trên giấy nhám màu vàng úa những xúc cảm của tôi. Lần này, thay vì viết thơ gửi đi lung tung, tôi viết thơ thẳng tới nguồn gốc gây hoạn nạn nhất trong đời tôi. Tôi gửi cho Thượng Đế. Tại sao đời tôi không phát triển? Phải làm gì để đưa nó tiến triển? Tại sao tôi không tìm được giao tiếp trong các mối quan hệ? Có phải là tiền bạc rất cần thiết cứ phải né tránh tôi hoài hoài không? Sau cùng, rất quan trọng, tại sao tôi lại cứ phải chịu một cuộc sống phải đấu tranh liên tục như vậy? Thật kinh ngạc, khi những nét chữ nguệch ngoạc của tôi cuối cùng dừng lại, thì những câu hỏi đầy chua chát, oán hận của tôi gửi tới Thượng Đế. Tôi định liền cây bút ra một bên, dù tay tôi vẫn còn đặt trên tờ giấy. Tự nhiên, tay tôi bị giữ lại bởi một lực vô hình và cây bút bắt đầu chuyển động. Tôi chẳng biết mình đã viết gì nữa, nhưng hình như có cái gì đó lạ lùng sắp hiện ra. Tay tôi cứ quyết định phải theo cây bút và tự nhiên mọi thứ xuất hiện. Có thực sự con muốn được trả lời những câu hỏi đó không? Hay con chỉ đang muốn trút cơn giận này thôi? Tôi giật mình. Trong đầu tôi hiện lên câu trả lời. Cả hai, đúng là con muốn trút cơn giận. Nhưng nếu những câu hỏi này là có câu trả lời chắc như địa ngục, con cũng muốn nghe. Con chắc như địa ngục về nhiều thứ lắm, nhưng nếu nói chắc như thiên đàng có đẹp hơn không? Và tôi viết. Thế có nghĩa là gì? Chưa biết ấp giáp gì thì tôi bắt đầu một cuộc nói chuyện bằng bút với Thượng Đế. Cuộc nói chuyện này kéo dài trong 3 năm. Lúc đó tôi chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Khi viết những câu hỏi và câu trả lời, tôi cần gạt tư tưởng riêng sang một bên. Đôi lúc câu trả lời tới nhanh hơn tôi tưởng, nên tôi phải viết láu, vội vàng cho kịp. Nhiều khi bị rối loạn hoặc mất cảm xúc, tôi phải buông bút ra khỏi cuộc đối thoại này. Đợi đến khi có cảm hứng tôi mới viết và đối thoại trở lại. Đầu tiên tôi cứ tưởng chuyện này chỉ có giá trị cá nhân riêng cho tôi. Nhưng sau này tôi hiểu rằng cuộc đối thoại cần thiết cho rất nhiều người, vì những câu hỏi của tôi cũng giống như các câu hỏi của các bạn. Thượng Đế nói chuyện ra sao và với ai? Ta nói chuyện với mọi người và bất cứ lúc nào. Vấn đề chính yếu không phải là ta nói với ai, mà chính là ai đang lắng nghe ta. Thấy kỳ lạ, tôi xin Thượng Đế cắt nghĩa thêm. Người nói như sau. Trước hết, chúng ta cần đổi chữ nói chuyện talk thành chữ truyền thông communicate. Chữ sau này thích hợp hơn, đầy đủ ý nghĩa và chính xác hơn. Khi dùng ngôn từ để nói chuyện với nhau, chúng ta bị thu hẹp bởi giới hạn của ngôn từ. Do đó, ta truyền thông cho các con ngoài ngôn từ còn có tư tưởng và xúc cảm. Xúc cảm là ngôn ngữ của linh hồn. Nếu con muốn biết chân thật về điều gì đó, hãy coi con đang cảm xúc ra sao. Phần nhiều khó phát hiện được xúc cảm, đôi khi nhận thức được xúc cảm còn khó hơn. Thật vậy, sự chân thật cao nhất nằm che kín nơi những xúc cảm sâu xa nhất. Mánh để tìm tới các xúc cảm đó, ta sẽ cho các con biết nếu các con muốn. Con nói với Thượng Đế con muốn những điều con muốn hơn. Xin người hãy trả lời đầy đủ và trọn vẹn những câu hỏi của con.
ta cũng truyền thông bằng tư tưởng. Tư tưởng và xúc cảm không như nhau, dù chúng có thể xảy ra cùng một lúc. Khi truyền thông bằng tư tưởng, ta hay dùng hình tượng và hình ảnh. Như vậy, tư tưởng là phương tiện hữu hiệu hơn ngôn ngữ trong truyền thông. Cộng thêm xúc cảm và tư tưởng, ta cũng dùng kinh nghiệm là một phương tiện truyền thông hữu hiệu. Sau cùng, khi xúc cảm, tư tưởng và kinh nghiệm đã tỏ ra vô hiệu, ta mới dùng ngôn từ. Ngôn từ truyền thông kém nhất vì dễ bị hiểu nhầm và diễn dịch sai lầm. Tại sao như vậy? Vì ngôn từ chỉ là những âm thanh phát ra không thể thay thế cho những cảm xúc, tư tưởng và kinh nghiệm được. Ngôn từ có thể giúp ta hiểu được điều gì đó, kinh nghiệm làm cho ta biết. Tuy nhiên, có những điều không thể kinh nghiệm được nên ta đã cho các con các phương tiện khác để biết, như xúc cảm và tư tưởng. Nhưng thật buồn cười, các con đặt tầm quan trọng lời của Thượng Đế thật cao, trong khi tầm quan trọng về kinh nghiệm lại thật thấp. Đáng lẽ phải làm ngược lại. Kinh nghiệm và xúc cảm về một điều tiêu biểu cho cái mà các con biết về vật đó theo sự kiện và theo linh tính. Ngôn từ chỉ có thể tìm cách biểu tượng hóa những cái mà các con biết và thường làm sai lạc điều các con biết. Các con nên nhớ rằng tất cả những xúc cảm, tư tưởng và ngôn từ không chỉ đến từ ta mà còn đến từ nhiều nguồn khác nhau nữa. Điều quan trọng và khó khăn là làm sao nhận biết được sự khác biệt giữa thông điệp của Thượng Đế và các dữ kiện đến từ các nguồn khác nhau. Chuyện này thật đơn giản nếu biết cách áp dụng nguyên tắc căn bản như sau. Tư tưởng cao cả nhất, ngôn từ sáng sủa nhất, xúc cảm vĩ đại nhất của các con đều đến từ ta. Bất cứ thứ gì kém hơn đến từ những nguồn khác. Bây giờ, chuyện phân biệt thật dễ dàng. Tư tưởng cao cả nhất bao giờ cũng chứa đựng sự vui sướng. Ngôn từ sáng sủa nhất là những ngôn từ chứa đựng chân lý. Xúc cảm vĩ đại nhất là xúc cảm của tình yêu. Vui sướng, chân lý, tình yêu. Joy, truth, love. Ba vế này có thể thay thế cho nhau, sắp xếp trước sau không quan trọng. Vế này luôn luôn dẫn dắt tới vế kia. Thật sự, đã có những hướng dẫn để phân biệt giữa thông điệp của ta và thông điệp đến từ nguồn khác. Điều quan trọng là con có chú ý tới thông điệp của ta hay không? Phần lớn thông điệp của ta lại không được chú ý tới. Một số thông điệp quá tốt đẹp để tin là sự thật. Một số khác lại có vẻ quá khó khăn để theo được. Đa số bị hiểu nhầm. Phần lớn nhất là do không ai nhận lấy chúng. Thông điệp mạnh mẽ nhất là kinh nghiệm, nhưng các con lại coi thường, đặc biệt làm lơ kinh nghiệm. Thế giới các con sẽ không ở trong tình trạng hiện tại nếu các con lưu ý tới kinh nghiệm. Hậu quả của việc làm lơ với kinh nghiệm là các con lại sống lại kinh nghiệm một lần nữa và lần nữa. Bởi vì mục đích của ta không thể bị cản trở, ý muốn của ta không thể bị bỏ lỡ. Các con sẽ nhận được thông điệp không sớm thì muộn. Tuy nhiên, ta không ép các con. Không bao giờ ép vì ta đã trao ý chí tự do cho các con, trao quyền hành xử cho các con lựa chọn. Và không bao giờ ta truất quyền đó. Không bao giờ. Như vậy, ta luôn luôn gửi thông điệp tới tận chân trời góc bể cho các con qua hàng nghìn năm. Gửi đến khi nào các con nhận được, giữ lại được cho bản thân mình. Những thông điệp của ta sẽ đến với các con dưới hàng trăm dạng, vào hàng ngàn lúc, qua hàng triệu năm. Chúng không thể bị thất lạc nếu các con thực sự chú tâm. Các con không thể lờ đi khi đã được nghe chúng. Như vậy, sự truyền thông giữa chúng ta sẽ bắt đầu trong trân trọng. Bởi vì trước kia, chỉ có các con nói, cầu nguyện, van xin ta.
nay ta có thể nói lại với các con như ta đang làm đây. Làm sao con có thể biết rằng đây không phải là do con tưởng tượng ra? Khác biệt ra sao ư? Các con không thấy ta có thể thông qua tư tưởng của các con dễ dàng như bất cứ điều gì khác hay sao? Ta sẽ đưa tới cho các con các tư tưởng, ngôn từ và cảm xúc chân thật khi nào thích hợp bằng một hay nhiều phương tiện. Thượng Đế truyền thông với ai? Có những người đặc biệt không? Có thời gian nào đặc biệt không? Tất cả mọi người đều nhận được thông điệp như nhau trong mọi hoàn cảnh. Có nhiều người tin rằng Thượng Đế chỉ truyền thông cho những người đặc biệt trong những hoàn cảnh khác thường. Vì nghĩ như vậy nên đa số các con trút được gánh nặng phải nghe thông điệp của ta, dễ dàng chấp nhận kẻ khác nói về ta. Do nghe những điều người khác nghĩ là họ đã nghe ta nói, các con chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa. Điều lười suy nghĩ này làm đa số các con cứ quay lưng hay làm ngơ với những thông điệp của ta. Vì an toàn và dễ dàng hơn, cứ chấp nhận sự diễn dịch của người khác, dù người đó đã sống cách đây hơn 2.000 năm, hơn là đi tìm cách diễn dịch các thông điệp các con đang nhận ra trong lúc này. Ta mời gọi các con hãy sử dụng một hình thức mới truyền thông với Thượng Đế, một sự truyền thông hai chiều. Ta truyền thông hai chiều với các con để đáp lại sự kêu gọi của các con. Tại sao một số người như Đấng Kitô chẳng hạn có vẻ nghe nhiều thông điệp của Thượng Đế hơn những người khác? Vì người đó đặt hết ý chí vào chuyện nghe. Họ muốn nghe và tâm tư của họ cứ mở ra cho sự truyền thông, ngay cả khi sự truyền thông này có vẻ đáng sợ, điên rồ hay hoàn toàn sai. Vậy chúng con phải nghe Thượng Đế ngay cả khi điều người nói có vẻ sai sao? Đặc biệt nhất là khi nó có vẻ sai. Nếu các con nghĩ rằng các con đúng về tất cả mọi chuyện thì đâu cần phải nói chuyện với Thượng Đế nữa. Có đúng như vậy không? Cứ việc tiến lên và hành động theo tất cả những điều các con biết. Nhưng nên nhớ rằng các con đã làm từ khai thiên lập địa và thử nhìn xem thế giới hiện nay của các con ra sao. Hẳn nhiên là các con đã thiếu sót gì đó. Có gì đó các con chưa hiểu. Điều mà các con chưa hiểu có vẻ là đúng với các con, vì đúng là chữ các con thường dùng để chỉ các cái các con không đồng ý. Vậy điều các con thiếu sót ngay từ đầu được coi là sai. Như vậy các con hãy tự hỏi mình sẽ ra sao nếu tất cả những điều mình tưởng là sai lại thật sự là đúng. Tất cả những nhà khoa học đều biết điều này. Khi một thử nghiệm không đạt kết quả, nhà khoa học sẽ gạt đi tất cả các giả thiết trước và bắt đầu một lần nữa. Tất cả những khám phá khoa học đã được thực hiện từ sự chấp nhận và khả năng chấp nhận là mình không đúng. Và đó là điểm ta cần ở đây. Các con không thể biết rõ Thượng Đế cho tới khi nào các con ngừng tự nhủ rằng mình đã biết Thượng Đế rồi. Các con không thể nghe được Thượng Đế cho tới lúc các con ngừng nghĩ rằng mình đã nghe Thượng Đế rồi. Ta không thể nói chân lý của ta cho các con cho tới khi nào các con ngừng nói chân lý của các con với ta. Nhưng chân lý của con về Thượng Đế là đến từ Ngài. Ai nói vậy? Những người khác? Người khác nào? Các nhà lãnh đạo, những mục sư, linh mục, tu sĩ, những sách thánh kinh, chứ còn ai vào đây nữa hả trời? Đó không phải là những người có thẩm quyền. Không phải sao? Không. Vậy là ai? Hãy lắng nghe cảm xúc của các con. Hãy lắng tai nghe những tư tưởng cao cả nhất của các con. Hãy chú tâm vào kinh nghiệm của các con. Khi nào bất cứ một trong các điều trên khác biệt với điều mà những người thầy của các con nói, hay khác biệt với điều các con đọc trong sách, thì hãy quên ngôn từ đi. Ngôn từ là thứ không đáng tin cậy nhất trong các phương cách nêu lên chân lý. Có biết bao nhiêu điều con muốn hỏi và nói với Thượng Đế, con chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Ví dụ như,
tại sao Ngài lại không hiện hiện ra? Nếu quả thực có một Thượng Đế và Ngài là Thượng Đế, sao Ngài lại không tự hiện ra theo cách đó để chúng con có thể hiểu được? Ta đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi, nay ta lại hiện hiện nữa, ngay lúc này đây. Không phải vậy, ý con muốn nói là cách hiện hiện không phải ai cũng có thể chối cãi được và không ai phủ nhận được. Tỷ dụ như, ví dụ như hiện hiện tại đây, ngay bây giờ, trước mắt con. Ta đang làm như vậy bây giờ đây. Ở đâu? Bất cứ nơi nào các con đang nhìn. Không phải, con muốn nói bằng cách nào không ai chối cãi được cơ, không ai phủ nhận được cơ. Thế cách đó là thế nào? Dưới hình thể hay hình dạng nào mà các con muốn ta hiện hiện? Dưới hình thể hay hình dạng nào mà Ngài hiện đang có? Việc đó là bất khả. Ta không có hình thể hay hình dạng nào mà các con hiểu được. Ta có thể chọn một hình thể hay hình dạng nào mà các con có thể hiểu được. Nhưng lúc đó mọi người sẽ nghĩ rằng cái mà họ đã thấy là hình thể và hình dạng độc nhất của Thượng Đế, chứ không hiểu rằng đó chỉ là một trong nhiều hình thể và hình dạng của Thượng Đế. Vì thế, họ tin tưởng rằng ta là cái mà họ đã thấy, chứ không phải là cái mà họ không thấy. Nhưng ta là cái bất kiến vĩ đại, chứ không phải là cái mà ta tự tạo ra để hiện hữu vào một lúc nào đó, trong ý nghĩa là ta là cái không phải ta. Ta tới từ vô hình và ta lại trở về đó. Khi ta ở dưới hình thể này, đặc thù này hay hình thể khác, đặc thù khác, để các con có thể hiểu được. Người ta cứ cố tình định hình hình thể đó là ta mãi mãi, là vĩnh viễn. Và nếu ta hiện hiện dưới một hình thể khác với một số người khác, những người trước kia sẽ nói rằng ta không hiện hiện với các con sau, bởi vì những người sau nhìn thấy ta khác với những người trước, hoặc ta không nói những lời như người trước. Như vậy thì đâu có thể gọi là ta. Thấy không? Hiện hiện dưới bất cứ hình thể nào hay theo cách nào không quan trọng. Bất cứ cách nào ta lựa chọn và bất cứ hình thể nào ta chọn, không có cái nào có thể phủ nhận được. Nhưng nếu Ngài làm điều gì đó có thể chứng minh sự thật, người là ai một cách cụ thể, không thể nghi ngờ được gì, thì vẫn sẽ có người nói đó là do quỷ, hoặc đó chỉ là sự tưởng tượng của một ai đó mà thôi, hoặc bất cứ một nguyên nhân nào khác không phải là ta. Nếu ta hiện hiện như một Thượng Đế tối cao, vua của trời đất, và ta di chuyển những dãy núi để chứng minh điều đó, vẫn có những người sẽ nói đó chắc là Satan. Thượng Đế không hiện hiện bản thân cho bản thân Thượng Đế qua một quan sát từ phía ngoài, mà qua kinh nghiệm nội tâm. Và khi một kinh nghiệm nội tâm đã phát hiện ra bản thân Thượng Đế, thì quan sát từ phía ngoài không cần thiết nữa. Còn nếu cần phải có quan sát từ phía ngoài, thì kinh nghiệm nội tâm lại bất khả. Hơn nữa, nếu yêu cầu có sự hiển hiện thì không thể có sự hiển hiện được, vì yêu cầu là một mệnh đề tỏ ra không có, không có gì thuộc Thượng Đế đang hiển hiện bây giờ. Một mệnh đề như vậy tạo ra kinh nghiệm. Nên nhớ, tư tưởng của các con nghĩ về điều gì, nó có tính sáng tạo. Ngôn từ của các con có tính sinh sản. Tư tưởng cùng ngôn từ của các con rất hữu hiệu để sinh ra thực tế. Do đó các con sẽ kinh nghiệm ra rằng Thượng Đế hiện nay không hiện hiện, vì nếu có, các con chẳng có yêu cầu người xuất hiện làm gì. Như thế có phải là con không thể yêu cầu cái mà con muốn? Có phải là Ngài đang ám chỉ rằng khi cầu nguyện một điều gì trên thực tế lại đẩy cái đó ra xa khỏi ta không? Câu hỏi quan trọng đó đã được đặt ra qua bao nhiêu thế kỷ? Nó đã được trả lời ngay sau khi các con đặt ra. Tuy nhiên, các con chưa nghe được câu trả lời, hay sẽ không tin câu trả lời. Câu hỏi được trả lời lần nữa bằng những ngôn từ hiện đại bây giờ. Các con sẽ không có cái mà các con cầu, cũng không thể có những gì các con muốn.
Chính yêu cầu của các con là một mệnh đề diễn tả sự không có. Chính khi nói rằng không có một gì thì sẽ chỉ tạo ra chính cái kinh nghiệm đó. Không có trong thực tế của các con. Vậy thì lời cầu nguyện chính xác sẽ không bao giờ là một lời cầu xin mà là một lời nguyện cảm tạ. Khi các con cảm tạ Thượng Đế trước về điều các con lựa chọn để kinh nghiệm trong thực tế của các con, quả thực, các con xác nhận rằng điều đó đã tới với các con rồi. Do đó tạ ơn là lời mạnh nhất gửi đến Thượng Đế, một sự khẳng định ngay trước khi các con cầu thì ta đã biết rồi. Vậy thì không bao giờ van xin hay cảm kích đúng mức. Nhưng nếu con tạ ơn Thượng Đế trước về điều gì đó và rồi cái đó không bao giờ đến với con, điều này có thể đưa tới sự vỡ mộng và chua chát. Tạ ơn không phải là một phương tiện để mánh với Thượng Đế đâu nhé. Một trò để lừa gạt vũ trụ thôi sao? Các con không thể dối gạt chính các con. Tâm của các con biết rõ sự thật trong ý nghĩ của các con. Nếu các con nói rằng cảm ơn Thượng Đế về điều này, điều nọ, song vẫn không thấy điều đó xảy ra trên thực tế của các con đừng nghĩ rằng Thượng Đế không thấy rõ các con mà vẫn trao điều này, điều nọ cho các con. Nhưng làm sao con có thể thực sự biết ơn về một điều gì mà con biết là con không có nó? Niềm tin. Nếu các con chỉ có niềm tin bằng một cái hạt cải, các con sẽ dời non lấp biển. Các con biết được điều đó vì ta đã nói. Ngay trước khi các con hỏi, ta đã trả lời rồi. Thật sự, ta đã từng nói bằng nhiều cách qua các nhà thầy mà các con có thể nêu tên. Bất cứ các con chọn lựa điều gì nhân danh ta, điều đó sẽ hiện hữu. Tuy vậy, vẫn có bao nhiêu người nói rằng lời cầu nguyện của họ không được đáp ứng. Không có một lời cầu nguyện chân thành nào mà không được đáp ứng. Mỗi một lời cầu nguyện, mỗi một mệnh đề, mỗi một cảm xúc đều sáng tạo. Tùy theo mức độ nhiệt thành mà các con dành cho lời cầu nguyện thành sự thật, lời cầu nguyện sẽ hiển hiện theo mức đó. Khi nói rằng lời cầu nguyện không được đáp ứng, điều thực sự xảy ra là cái tư tưởng, lời nói hay xúc cảm nhiệt thành nhất đã thành tác. Tuy vậy, điều bí mật các con cần phải biết, luôn luôn có một tư tưởng phía sau tư tưởng. Có thể gọi đó là tư tưởng đỡ đầu. Đó là tư tưởng kiểm soát. Vậy, nếu các con van xin hay van lại ta điều gì, hình như các con ít có khả năng nhất có được điều đó. Bởi lẽ, tư tưởng đỡ đầu phía sau mọi vấn đề van xin là hiện nay các con không có cái mà các con mong muốn. Cái tư tưởng đỡ đầu trở thành thực tế của các con. Cái tư tưởng đỡ đầu độc nhất có thể xóa tư tưởng kia là tư tưởng trong niềm tin rằng Thượng Đế sẽ ban cho bất cứ điều gì các con hỏi, không sai sót. Tuy nhiên, rất ít người có niềm tin ấy. Tiến trình cầu nguyện trở thành dễ dàng hơn nếu con nghĩ rằng chính lời cầu xin là không cần thiết. Lời cầu nguyện sẽ trở thành cầu tạ ơn. Không có chút gì là xin mà là một lời tạ ơn cho cái hiện như. Khi Thượng Đế nói một lời nguyện cầu về cái hiện như, có phải Thượng Đế muốn nói rằng các con chẳng làm gì cả, mọi điều sẽ xảy ra sau một lời cầu nguyện như là hậu quả của lời cầu nguyện tác động đó không? Nếu các con cho rằng Thượng Đế là đấng hiện hữu toàn năng, nghe tất cả những lời cầu nguyện, nói yes với một số và nói no với một số, nếu các con tưởng rằng Thượng Đế là người sáng tạo và người quyết định về mọi chuyện trong đời các con đã lầm. Thượng Đế là người quan sát, không phải là người sáng tạo. Và Thượng Đế có mặt để giúp các con sống đời các con, nhưng không phải theo lối các con mong đợi. Không phải chức năng của Thượng Đế là sáng tạo hay tháo gỡ những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống của các con. Thượng Đế tạo ra các con giống hình ảnh Thượng Đế. Các con sẽ tạo ra những thứ còn lại theo quyền năng Thượng Đế đã ban cho các con. Chính Thượng Đế tạo ra tiến trình đời sống, nhưng Thượng Đế trao cho các con sự tự do lựa chọn, muốn làm gì thì làm.
Như vậy, ý muốn của các con là ý muốn của Thượng Đế cho các con. Các con đang sống đời của các con. Ta không ưa hay ghét gì trong vấn đề này hết. Ta chẳng quan tâm tới phương cách các con hành động. Và các con khó hiểu điều này. Để ta cách nghĩ thêm. Các con có lo lắng gì không khi cho con cái ra ngoài sân chơi? Dù chúng chơi các trò chơi như đá banh, trượt bắt, các con cũng không lo lắng gì hết vì các con đã đặt chúng trong môi trường an toàn, thân thiện và rất tốt. Dĩ nhiên, các con sẽ hy vọng rằng chúng sẽ không làm tổn thương bản thân. Nhưng nếu chúng bị tổn thương, các con sẽ có mặt ngay tức khắc để giúp đỡ chúng, chữa cho chúng, làm cho chúng cảm thấy an toàn, vui vẻ, rồi lại vui chơi tiếp. Các con sẽ nêu cho chúng biết các trò chơi nào nguy hiểm để chúng đừng chơi, nhưng các con không thể ngăn cản con cái các con chơi những trò chơi nguy hiểm. Không bao giờ. Đó là điều các bậc cha mẹ khôn ngoan đã biết. Tuy vậy, cha mẹ không bao giờ ngừng lo lắng về hậu quả. Chính sự phân đôi này không lo lắng gì về tiến trình nhưng rất lo lắng về hậu quả, có phần giống như cái phân đôi của Thượng Đế. Tuy nhiên, Thượng Đế trong một ý nghĩa cũng chẳng lo lắng gì về hậu quả, vì hậu quả tối hậu đã được đảm bảo rồi. Điều quan trọng trong ảo giác thứ hai của con người là hậu quả của đời sống nằm trong sự hồ nghi. Chính sự hồ nghi về hậu quả tối hậu của các con đã tạo ra kẻ thù lớn nhất, đó là sự sợ hãi. Bởi lẽ các con hồ nghi về hậu quả của các con sẽ nghi ngờ người sáng tạo nên các con sẽ nghi ngờ Thượng Đế. Và nếu các con nghi ngờ Thượng Đế, các con sẽ phải sống cả cuộc đời trong sợ hãi và mặc cảm tội lỗi. Nếu các con nghi ngờ mục đích và khả năng của Thượng Đế tạo ra kết quả tối hậu, làm sao các con thực sự thấy an bình? Thượng Đế có đầy đủ quyền năng để phù hợp mục đích và kết quả. Tuy nhiên các con nghi ngờ và không tin nên thường tưởng tượng ra một quyền năng ngang hàng với Thượng Đế để các con có thể tìm thấy đường tới chỗ mục đích của Thượng Đế bị cản trở. Trong thần thoại của các con đã tưởng tượng ra quỷ chiến đấu với Thượng Đế. Nguy hiểm hơn nữa là khi các con nghĩ rằng Thượng Đế có thể thua cái trận đó. Tất cả những điều đó trái ngược với mọi điều các con nói đã biết về Thượng Đế. Các con sống trong ảo tưởng với xúc cảm sợ hãi rõ rệt vì quyết định nghi ngờ về Thượng Đế của các con. Nhưng nếu các con có một quyết định mới thì sao? Ta nói cho các con hiểu. Các con sẽ sống như Phật đã sống, như Đức Kitô đã sống, như bất cứ vị thánh nào mà các con tôn sùng đã sống. Tuy nhiên, giống như phần lớn các vị thánh, người thế tục sẽ không hiểu các con. Khi các con cố gắng giải thích về cảm giác an bình, về niềm vui sướng trong đời sống, về trạng thái mặc khải nội tâm của các con, họ sẽ lắng nghe, nhưng không hiểu được. Có khi nhắc lại lời của các con, nhưng sẽ thêm mắm thêm muối vào đó. Họ sẽ cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao các con lại có thể có cái mà họ tìm không ra. Rồi họ sẽ trở nên ganh ghét. Từ ganh ghét trở nên giận dữ. Trong sự giận dữ, họ sẽ tìm mọi cách để cố thuyết phục các con là chính các con không hiểu Thượng Đế. Trong trường hợp nếu họ không dứt được niềm vui của các con, họ sẽ tìm cách làm hại các con. Và khi các con nói với họ rằng các con chẳng lo lắng gì cả, ngay cái chết cũng không ngăn được niềm vui của các con, cũng chẳng thay đổi được chân lý của các con, thì chắc chắn họ sẽ giận dữ và giết các con. Khi họ thấy các con chết trong an bình, họ lại tôn sùng các con là thánh và lại yêu quý các con, bởi vì yêu là bản chất của con người, rồi phá hoại, rồi yêu trở lại cái mà họ cho là có giá trị cao nhất. Nhưng tại sao chúng con lại làm như vậy? Tất cả hành động của con người đều phát xuất từ hai cảm xúc, sợ hãi hay yêu thương. Đây là hai cảm xúc của linh hồn. Đó là hai đầu nối diện
của sự phân cực to lớn ta đã tạo ra vũ trụ và thế giới của các con hiện nay. Đó là hai điểm alpha và omega để thuyết tương đối được hiện hữu. Không có hai ý niệm này về vạn vật thì không có ý niệm nào hiện hữu. Tất cả những tư tưởng hay hành động con người đều dựa trên nền tảng tình yêu hoặc sợ hãi. Hãy nghĩ sâu xa về điều đó, các con sẽ thấy nó đúng. Ta gọi đó là tư tưởng đỡ đầu. Tư tưởng này thuộc về yêu thương hay sợ hãi. Đó là cái tư tưởng phía sau tư tưởng. Tư tưởng khởi thủy đầu tiên có sức mạnh biến năng lực thô chuyển vào bộ máy kinh nghiệm của con người. Hành động của con người sản xuất ra kinh nghiệm rồi lặp lại sau kinh nghiệm. Đó là tại sao con người yêu thương rồi hủy hoại rồi yêu thương trở lại. Luôn luôn có sự thay đổi từ cảm xúc này qua cảm xúc khác. Yêu thương đỡ đầu cho sợ hãi, sợ hãi đỡ đầu cho yêu thương. Điều quan trọng các con thường hiểu nhầm và hoài nghi về Thượng Đế như là không thể tin được Thượng Đế, không thể dựa vào tình yêu thương của Thượng Đế, lại còn nghi ngờ kết quả tối hậu của Thượng Đế nữa. Thật ra, nếu không nương tựa vào tình thương yêu của Thượng Đế để luôn luôn hiện diện, thì các con có thể dựa vào tình yêu của ai đây? Tâm tư của các con thường biểu hiện như sau. Đầu tiên, các con lo lắng sau khi nói, anh yêu em. Không biết tình yêu của mình có được đáp trả hay không? Giả sử như được đáp trả, các con lại lo lắng tiếp, tình yêu đó có mất đi không? Như vậy, mọi hành động đều trở thành hành động trở lại, reaction, chống cự lại sự sợ mất, ngay cả khi các con tìm cách bảo vệ chống lại sự mất đi Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu các con biết rõ là các con là ai, biết rằng các con là cái hiện hữu huy hoàng nhất, rực rỡ nhất, xuất sắc nhất mà Thượng Đế đã tạo ra cho đến nay, các con sẽ không bao giờ sợ hãi, bởi vì không ai có thể loại bỏ một sự huy hoàng như thế. Ngay cả Thượng Đế cũng không thể tìm được một vết xấu nơi một hiện hữu như vậy. Điều đáng ngạc nhiên là các con lại không biết các con là ai. Thường nghĩ rằng các con là một thứ gì hèn mọn hơn rất nhiều. Không hiểu các con tìm ở đâu ra cái ý niệm rằng các con thấp kém huy hoàng như vậy. Có lẽ do sự ảnh hưởng sâu xa của cha mẹ. Chính cha mẹ thường dạy rằng tình yêu phải có sự điều kiện, và các con đã từng gặp những điều kiện của cha mẹ nên mang kinh nghiệm đó vào tình yêu của chính các con. Đó cũng là tình yêu mà các con đem lại cho ta. Từ kinh nghiệm này, các con suy luận ra rằng Thượng Đế rất thương yêu. Nhưng nếu có ai đó phạm vào giới răn của người sẽ bị trừng phạt bằng cách đầy ải vào địa ngục bất tận. Có thể do ảnh hưởng của cha mẹ nên các con suy diễn tình yêu của Thượng Đế phải có điều kiện như thế. Các con đã quên rồi, tình yêu không điều kiện. Dựa trên cảm xúc sợ hãi nên các con suy niệm Thượng Đế rất đáng sợ và đầy thù hận. Cái tư tưởng đỡ đầu này sai trật lất, nhưng nếu phủ nhận nó sẽ phá hoại đi toàn bộ thần học của các con. Sau này thần học mới sẽ thay thế, sẽ thực sự cứu rỗi các con, nhưng các con lại không thể chấp nhận vì nghĩ rằng một Thượng Đế mà không đáng sợ, không kết tội, không trừng phạt thật là quá đẹp để có thể đưa vào ý niệm của các con. Tình yêu dựa vào sự sợ hãi chế ngự kinh nghiệm tình yêu của các con, khiến các con luôn luôn nghĩ rằng tình yêu là phải có điều kiện. Tất cả những hành động của con người đều dựa vào tình yêu hay sự sợ hãi. Những quyết định về chiến tranh, kinh doanh, kỹ nghệ, tôn giáo, xã hội, những quyết tâm để gìn giữ hay vứt bỏ, để tiết kiệm hay chia sẻ, để hợp nhất hay phân chia. Mỗi một sự chọn lựa nào cũng phát xuất từ một trong hai tư tưởng, tình yêu hoặc sợ hãi. Sợ hãi có năng lực làm cho co rúm lại, đóng cửa lại, thu mình vào, bỏ chạy, cất giấu và làm hại. Tình yêu lại có năng lực tỏa ra, mở rộng, cho ra, tỏ lộ, chia sẻ và chữa lành. Sợ hãi khiến cho ta giữ chặt và bám vào cái ta có. Tình yêu
cho đi tất cả những gì của ta. Sợ hãi giữ cho gần, tình yêu giữ trong yêu quý. Sợ hãi thì nắm giữ, tình yêu để buông ra. Sợ hãi giày vò, tình yêu thì xoa dịu. Sợ hãi tấn công, tình yêu cải thiện. Tất cả những tư tưởng, lời nói và hành động của con người đều phát xuất từ hai cảm xúc này: yêu thương hay sợ hãi. Ngài nói có vẻ dễ quá, nhưng khi phải quyết định thì sợ hãi lại thắng nhiều hơn là bại. Tại sao vậy? Vì các con đã được dạy dỗ để sống trong sợ hãi. Được dạy phải là kẻ mạnh nhất, vinh quang nhất, lanh lợi nhất. Quá ít người được nói về kẻ yêu thương nhất. Thành ra, bằng cách này hay cách khác, các con cố hết sức để thành kẻ thích ứng nhất, khỏe nhất, lanh lợi nhất. Các con sợ kém, sợ thua vì hành động do sợ hãi thúc đẩy. Tuy nhiên, ta dạy cho các con điều này: khi các con chọn hành động do tình yêu thúc đẩy, các con được nhiều hơn sinh tồn, thắng lợi, thành công. Từ đó các con sẽ kinh nghiệm được cái vinh quang đầy đủ nhất về các con thực sự là ai và các con có thể là ai. Muốn thế, các con phải gạt đi những lời dạy không được thông tin đúng đắn và hãy nghe lời những người có trí tuệ. Từ xưa đến nay, luôn luôn có những vị thầy sống giữa các con. Ta không để cho các con không có người chỉ dẫn, không có người dạy bảo, không có người hướng đạo, không có người nhắc nhở những chân lý của ta. Tuy vậy, kẻ nhắc nhở vĩ đại nhất không phải là người ở ngoài, mà chính là tiếng nói bên trong các con. Đó là dụng cụ đầu tiên ta dùng, vì đó là công cụ sẵn sàng nhất. Tiếng nói ở bên trong là tiếng nói lớn nhất ta dùng để nói, vì nó gần các con nhất. Tiếng nói đó chỉ cho các con điều nào chân thật, điều nào giả ảo, điều nào đúng, điều nào sai, điều nào tốt, xấu, theo như định nghĩa của các con. Đó là cái radar, nó định hướng lái đi con tàu, hướng dẫn hành trình nếu các con để cho nó làm. Tiếng nói đó chỉ cho các con thấy ngay bây giờ những lời các con đang đọc đây thuộc về tình yêu hay sợ hãi. Từ đo lường đó, các con có thể nhận định được những lời này nên giữ hay bỏ. Người bảo rằng khi con luôn luôn hành động dưới sự bảo trợ của tình yêu, con sẽ có đầy đủ các sự huy hoàng của con là ai và con có thể là ai ư? Xin Ngài vui lòng nói rõ thêm về điều này. Mục đích duy nhất cho tất cả cuộc sống, đó là kinh nghiệm cái vinh quang nhất cho các con và cho tất cả những gì đang sống. Tất cả những gì mà các con nghĩ, nói hay làm đều phục vụ chức năng đó. Đó là điều duy nhất linh hồn các con muốn làm. Điều kỳ diệu của mục đích này là nó không bao giờ chấm dứt. Chấm dứt là một giới hạn. Mục đích của Thượng Đế không có giới hạn như vậy. Nếu vào lúc nào đó các con tự thân kinh nghiệm được cái sự vinh quang nhất, các con vào ngay lúc đó lại tưởng đến vinh quang lớn hơn nữa, phải thành đạt. Các con càng hiện hữu hơn nữa, các con lại trở thành vinh quang hơn. Các con càng trở nên vinh quang hơn, lại càng trở nên hiện hữu hơn. Cái bí mật thâm sâu nhất, đời sống không phải là một tiến trình khám phá, nhưng là một tiến trình sáng tạo. Các con không khám phá mình, mà các con tự sáng tạo mình. Do đó, hãy dừng tìm coi các con là ai, nhưng hãy tìm coi các con muốn là ai. Có một số người nói rằng đời sống là một trường học. Chúng con có mặt ở đây để học những bài học đặc trưng. Sau khi tốt nghiệp, chúng con có thể bước qua những mục tiêu lớn hơn, không còn xiềng xích bởi thân xác nữa. Có phải vậy không? Đó là một phần khác trong thần thoại của các con dựa trên kinh nghiệm của con người. Đời sống không phải là một trường học sao? Không. Chúng con phải có mặt ở đây để học? Không. Vậy tại sao chúng con lại ở đây? Để nhớ lại và tái tạo các con là ai.
Ta đã nói với các con bao nhiêu lần rồi, nhưng các con không tin ta. Vì thật sự, nếu các con không tạo ra cái mình muốn hiện hữu, thì các con không thể hiện hữu là cái đó được. Được rồi, con xin thua. Con đã nghe nhiều người thầy bảo rằng đời sống là một trường học. Con thật kinh ngạc khi ngài lại phủ nhận điều đó. Trường học là nơi các con tới để học một điều các con muốn biết. Trường học không phải chỗ cho các con khi các con đã biết rồi và chỉ muốn kinh nghiệm cái đã biết đó của các con. Đời sống như một cơ hội cho các con biết qua kinh nghiệm điều các con đã biết bằng khái niệm. Các con không cần học gì cả để làm việc đó. Các con chỉ cần nhớ lại điều mà các con đã biết và hành động theo đó. Con không chắc là con đã hiểu ạ. Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đây nhé. Linh hồn của các con luôn luôn biết tất cả những điều cần được biết. Không có điều gì giấu giếm được đối với linh hồn. Tuy nhiên, biết thôi thì chưa đủ. Linh hồn các con tìm cách kinh nghiệm những điều đấy. Giả sử như các con tự biết rằng mình hào phóng, nhưng nếu không làm điều gì đó để trưng ra cái tính hào phóng, các con chẳng có gì hơn một khái niệm về sự hào phóng. Các con tự biết mình là tử tế, nhưng nếu chưa từng tỏ ra tử tế với một ai, các con cũng chỉ có một khái niệm về sự tử tế mà thôi. Ước muốn độc nhất của linh hồn là chuyển cái quan niệm lớn nhất về nó thành ra một kinh nghiệm lớn nhất. Cho tới khi quan niệm trở thành kinh nghiệm, tất cả chỉ là sự ước đoán. Ta từng ước đoán về chính ta rất lâu, lâu hơn tuổi của ta và các con cộng lại, lâu hơn tuổi của cả vũ trụ này nhân với vũ trụ này. Ta cần biết kinh nghiệm về ta. Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 1 ở video tiếp theo. Ngài làm con lạc mất rồi. Kinh nghiệm về ngài của chính ngài ư? Đúng. Hãy nghe ta nói. Khởi đầu. Tất cả đã hiện hữu như vậy và không có gì khác nữa. Nhưng tất cả sự hiện hữu không thể tự biết chính mình, vì tất cả chỉ có như vậy và không có gì khác nữa. Và như thế, sự hiện hữu không hiện hữu. Vì vắng cái khác biệt thì tất cả là không có. Đó chính là cái vĩ đại có và không mà những nhà thần học đã ám chỉ từ khi khởi thủy. Bây giờ, sự hiện hữu biết rằng nó chính là tất cả, nhưng như vậy thì chưa đủ. Bởi lẽ nó chỉ biết cái biểu hiện huy hoàng theo khái niệm, chứ chưa qua kinh nghiệm chính mình. Vì vậy, kinh nghiệm chính bản thân là điều sự hiện hữu ao ước. Vì nó muốn được cảm nghiệm bản thân mình huy hoàng ra sao. Nhưng điều đó là không thể. Vì chính từ huy hoàng đã là một sự tương đối rồi. Cái hiện hữu không thể biết huy hoàng như thế nào, trừ khi cái không hiện hữu có mặt. Nếu cái không không tồn tại, thì cái có cũng không tồn tại. Con có hiểu được điều đó không? Con nghĩ là có, xin người tiếp tục. Tốt. Sự hiện hữu sẽ không tự biết được mình là gì nếu không có gì khác để so sánh nó với. Thượng đế chính là tất cả những gì hiện hữu và không hiện hữu, vô hình và hữu hình. Khi tạo ra cái ở đây và cái ở kia, Thượng Đế có thể làm cho mình tự biết được Thượng Đế tạo ra cái tương đối. Và món quà đó là to lớn nhất Thượng Đế tự hiến tặng cho mình. Các mối quan hệ cũng là một món quà to lớn Thượng Đế tặng cho các con. Điểm này chúng ta sẽ thảo luận sau. Như vậy, từ cái không xuất hiện cái có là một biến cố tâm linh hoàn toàn phù hợp, bất ngờ với những nhà khoa học của các con gọi là thuyết Big Bang. Vì tất cả vật chất đều có xu hướng chạy tới. Thời gian được tạo ra do một vật trước kia ở đây
nay lại ở chỗ kia, và khoảng thời gian đi từ đây đến kia có thể đo lường được. Như vậy, những phần hữu hình của nó bắt đầu tự định nghĩa, tương quan với nhau. Những phần vô hình cũng vậy. Thượng Đế biết rằng, muốn cho tình yêu tinh khiết hiện hữu cũng cần phải có cái đối nghịch. Sợ hãi phải hiện hữu. Chính sự sáng tạo nhị nguyên này giữa tình yêu và sự sợ hãi, con người đã phát họa ra những chuyện thần thoại khác nhau như sự sa ngã của Adam, sự nổi loạn của Satan. Cũng như các con đã chọn để nhân cách hóa tình yêu tinh khiết là Thượng Đế, và nhân cách hóa sợ hãi thành sự kinh tởm gọi là quỷ. Nhiều người trên trái đất đã đặt ra những thần thoại thật tinh vi chung quanh biến cố đó, với các kịch bản về thiên thần chiến đấu với ác quỷ, chiến tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối. Khi vũ trụ biểu hiện theo một diện phân chia của chính mình, Thượng Đế đã sáng tạo ra từ năng lực tinh khiết tất cả những gì hiện hữu, vô hình hoặc hữu hình. Nói cách khác, không những vũ trụ thể chất được tạo ra, mà cả cái vũ trụ siêu hình cũng được tạo ra nữa. Tiếp đó, Thượng Đế cho bùng nổ ra thành vô số đơn vị nhỏ hơn trong cái toàn thể gọi là tinh linh. Vài thần thoại tôn giáo đã ghi rằng Thượng Đế Cha có nhiều con tinh linh. Thật ra, vô vàn tinh linh tập hợp thành toàn thể của ta. Theo nghĩa vũ trụ, đó là những đứa con ta sinh ra. Mục đích ta tự chia thành những phần nhỏ giống như ta, để ta có thể biết chính ta qua kinh nghiệm. Cách duy nhất để đấng sáng tạo biết mình chính là đấng sáng tạo, đó là sáng tạo. Như vậy, ta trao cho mỗi phần trong vô số phần của ta, cho tất cả những con tinh linh của ta, quyền năng sáng tạo mà ta có, với tư cách là toàn bộ. Quan niệm các tôn giáo cho rằng các con đã được tạo ra theo hình tượng và giống như Thượng Đế, nghĩa là cái tinh túy của chúng ta thật ra cùng giống như nhau. Chúng ta gồm cùng một thứ nguyên liệu, với cùng tính chất, khả năng, gồm cả khả năng tạo ra thực tế thể chất từ không khí. Mục đích của ta khi tạo ra các con tinh linh của ta, là ta được có thể tự biết mình là Thượng Đế. Ta không có cách nào khác ngoại trừ là thông qua các con. Như vậy, có thể nói rằng, và ta đã nói điều này nhiều lần, mục đích của ta đối với các con là các con phải biết các con chính là ta. Nghe sơ qua có vẻ đơn giản nhưng lại trở nên rất phức tạp. Vì chỉ có một cách duy nhất để các con tự biết mình chính là ta. Trước hết, các con phải tự biết mình không phải là ta. Bây giờ, con hãy cố gắng theo điều này. Hãy tranh thủ để theo kịp vì nó trở nên rất tinh vi. Đã sẵn sàng chưa? Vâng, con đã sẵn sàng. Được rồi, hãy nhớ, chính con đã yêu cầu ta giải thích đấy nhé. Câu hỏi này thật ra các con đã hỏi rất nhiều lần trong nhiều năm trời. Vâng, con biết con đã hỏi điều gì mà. Được, các con sẽ được trả lời. Để đơn giản hóa, ta sẽ dùng những đứa con của Thượng Đế theo mô hình thần thoại làm căn bản cho cuộc thảo luận, vì đó là mô hình quen thuộc với các con. Bây giờ, trở lại vấn đề tiến trình tự biết mình phải hoạt động ra sao. Ta đã từng nói cho tất cả những đứa con tinh linh của ta, chúng là những phần của ta, nhưng các con thấy đấy, chưa đủ cho các tinh linh tự biết nó chính là Thượng Đế, một phần hay chính là con của Thượng Đế. Như ta đã giải thích, biết một điều và kinh nghiệm điều đó là hai việc khác nhau. Tinh linh mong ước được tự biết nó qua kinh nghiệm. Cái biết bằng quan niệm thì chưa đủ cho các con. Do đó ta đã vẽ ra một kế hoạch. Đó chính là ý niệm kỳ lạ nhất trong vũ trụ, là một cuộc hợp tác
vì tất cả các con đều nằm trong kế hoạch của ta. Theo kế hoạch, các con với tư cách là tinh linh sẽ đi vào vũ trụ vật chất được tạo ra. Vì vật chất chính là con đường độc nhất để có thể tự biết qua kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao ta tạo ra vũ trụ vật chất từ lúc khai sơ. Trong hệ thống tương đối chi phối vũ trụ, đó chính là tất cả tạo vật. Một khi con đã ở cái vũ trụ thể chất, các con, những đứa con tinh linh của ta có thể kinh nghiệm những điều các con đã tự biết về mình. Nhưng trước hết, các con cần phải biết cái đối nghịch. Nghĩa là các con không thể biết mình là cao đến khi các con nhận thức được thấp. Các con không thể kinh nghiệm mập nếu không biết gầy. Tức là các con chưa thể kinh nghiệm được các con là gì cho đến khi các con gặp phải cái không phải là các con. Đó là mục đích của thuyết tương đối và tất cả đời sống vật chất. Chính nhờ những cái không phải là các con thì mới định nghĩa được các con là gì. Nghĩa là các con phải không là để có thể là. Con có theo kịp không? Tất nhiên, không thể có cách nào để các con không phải là chính các con. Vì các con chính là cái đó, là tinh linh thanh tịnh và sáng tạo. Đã luôn luôn là và sẽ luôn luôn là nó. Rồi các con đã thực hiện bước tiếp theo. Các con tự gây cho mình quên đi các con thực sự là ai. Khi đến với vũ trụ thể chất, các con đã bỏ quên cái ký ức về sự thật các con là ai. Điều này khiến cho các con có thể một lần nữa chọn lựa để trở thành chính các con, chứ không phải là giấc mơ lâu dài. Tuy đã quên đi như thế, nhưng các con đã luôn luôn và sẽ mãi mãi là một phần thân thể của cái toàn bộ, một chi của toàn thân. Điều này chứng tỏ rằng hành động trở về cái toàn bộ, trở về cái thượng đế gọi là sự hồi tưởng và nhớ lại. Quả thật, các con đã chọn lựa để nhớ lại các con thực sự là ai, hoặc cùng kết hợp với các phần khác của các con để kinh nghiệm cái toàn thể của các con, tức là cái toàn thể của ta. Công tác của các con ở trên địa cầu không phải là để học, bởi vì các con đã biết hết rồi, mà là để nhớ lại các con thật sự là ai và giúp cho tất cả những người khác họ là ai. Tất cả những vị thầy tinh thần tuyệt vời đã chỉ làm điều đó. Đó là mục đích duy nhất của các con cũng như của linh hồn các con. Trời ạ, việc này thật quá là đơn giản và đối xứng. Con muốn nói là tất cả đều ăn khớp. Đột nhiên, tất cả đều ăn khớp. Bây giờ, con nhìn được bức tranh mà con chưa bao giờ ráp lại được. Tốt, điều này tốt. Đó là mục đích của cuộc đối thoại này. Các con đã hỏi, và ta trả lời. Ta hứa là sẽ trả lời cho các con. Các con sẽ dùng cuộc đối thoại này làm một quyển sách và các con sẽ chuyển lời của ta đến cho nhiều người khác. Đó là nhiệm vụ của con. Ta biết các con có nhiều câu hỏi và thắc mắc về đời sống và rất nhiều lĩnh vực. Đừng có lo. Nếu có điều gì chưa hiểu thấu đáo, ta sẽ làm sáng tỏ ngay cho các con. Có nhiều điều con muốn hỏi về những vấn đề lớn và rất hiển nhiên, như tại sao thế giới lại ở trong hiện trạng hiện nay. Câu hỏi này được đặt ra rất nhiều lần từ khởi thủy cho tới bây giờ. Các con đã muốn biết tại sao thế giới lại như vậy. Nói cách khác, nếu Thượng Đế hoàn toàn thương yêu, tại sao lại tạo ra những bệnh dịch, đói khát, chiến tranh, bệnh hoạn, động đất và bão tố gây ra bao nhiêu thiên tai trên toàn thế giới ư? Câu trả lời nằm ở chỗ bí mật thâm sâu nhất của vũ trụ và có ý nghĩa cao cả nhất trong đời sống. Ta tỏ ra lòng tốt của ta không chỉ bằng cách tạo ra những gì hoàn hảo chung quanh các con,
Ta không chứng minh tình yêu của ta bằng cách cấm các con chứng minh tình yêu của các con. Như ta đã giải thích, các con không thể chứng minh được tình yêu cho tới khi nào các con có thể chứng minh được sự không yêu. Một vật không thể hiện hữu nếu không có cái đối nghịch của nó, ngoại trừ ở thế giới tuyệt đối. Và phạm vi tuyệt đối thì không đủ cho các con hay cho ta. Ta hiện hữu ở đó trong cái vĩnh cửu, và cũng từ đó các con sinh ra. Trong tuyệt đối không có kinh nghiệm, chỉ có sự giác, biết. Giác là một trạng thái thiêng liêng. Còn cái vui nhất là hiện hữu. Hiện hữu chỉ có thể hoàn thành sau khi đã kinh nghiệm. Cuộc tiến hóa như thế này: giác, kinh nghiệm, hiện hữu. Đó là ba ngôi linh thiêng của Thượng Đế. Thượng Đế là cha, giác, cha của mọi sự hiểu biết, người sinh ra mọi kinh nghiệm, vì các con không thể kinh nghiệm nếu các con không biết. Thượng Đế con là kinh nghiệm, sự hiện thân, sự hành động, tất cả những gì Thượng Đế cha biết về mình, vì không thể nào hiện hữu cái chưa được kinh nghiệm. Thượng Đế tinh thần là sự hiện hữu, hóa thân của tất cả những gì con đã kinh nghiệm về chính mình. Cái hiện hữu tính đơn giản và tuyệt mỹ chỉ có thể có được qua ký ức về giác và kinh nghiệm. Cái hiện hữu đơn giản này là niềm vui. Nó là trạng thái của Thượng Đế sau khi đã được biết và kinh nghiệm về chính mình. Đây là điều Thượng Đế mong ước từ khởi thủy. Bộ ba trong một của Thượng Đế có thể hiểu thêm như cha mẹ, con cái, hoặc cái gây ra, cái được gây ra và cái hiện hữu. Thế giới như hiện tại với những thiên tai, động đất, bão tố, lụt lội chỉ là những nguyên tố chuyển động từ cực này sang cực kia. Toàn bộ chu kỳ sinh tử là một phần của cái sự chuyển động này. Đó là những nhịp điệu của đời sống ảnh hưởng đến tất cả mọi hiện vật đang hiện hữu. Thông thường, đau ốm, bệnh hoạn thường do các con tự gây ra cho mình. Những thất bại của từng cá nhân thường do sự lựa chọn sai lầm. Tai họa trên thế giới là do những ý thức của toàn thế giới. Câu hỏi của các con ngụ ý rằng những biến cố và thiên tai đó là do ý muốn và mong ước của ta. Nhưng không phải ta muốn những cái đó hiện hữu đâu. Ta chỉ quan sát các con làm như vậy. Ta không thể làm gì để ngăn cản chúng không xảy ra, vì làm như thế là đang ngăn cản ý muốn của các con. Như vậy là tước đoạt quyền của các con, cái kinh nghiệm của ta và các con cùng lựa chọn. Như thế, đừng buộc tội tất cả những gì gọi là xấu trên thế giới này. Hãy tự hỏi mình làm sao để có thể thay đổi nó. Nhưng hãy nhớ, điều tra ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài. Hãy hỏi, phần nào của cái tôi của các con muốn kinh nghiệm trước tai họa này? Con cần chọn lựa các hành động nào thích ứng với những biến cố đó. Đây là các dịp cho các con quyết định và trở thành các con là ai. Mỗi linh hồn là một vị thầy. Dù không nhớ lại được nguồn gốc, nhưng mỗi linh hồn tạo ra tình trạng và hoàn cảnh cho mục đích cao cả nhất, để có thể hồi tưởng nhanh nhất trong thời gian hiện tại. Như vậy, đừng bao giờ phê phán con đường người khác đang đi. Đừng ganh tị sự thành công, cũng như đừng thương hại cho sự thất bại, vì các con đâu có biết như thế nào là thành công hay thất bại đối với tính toán của một linh hồn. Hãy suy nghĩ kỹ càng khi coi một việc là tai họa hay là sự vui vẻ. Vì nếu một cái chết có thể cứu sống hàng ngàn người, đó có phải là một tai họa không? Nói như thế để cho các con tránh để tâm và phê phán chuyện của người khác. Nên nhớ, mỗi hoàn cảnh là một món quà, và mỗi kinh nghiệm có ẩn giấu một kho tàng. Để ta cách nghĩ thêm, ngày xưa có một linh hồn tự biết mình là ánh sáng. Nó là lính mới nên nó ham kinh nghiệm lắm. Linh hồn ta nói rằng, ta là ánh sáng, ta là ánh sáng. Nhưng tất cả cái biết và nói về ánh sáng lại không thể thay thế được kinh nghiệm.
Trong khoảng không gian, linh hồn này xuất hiện, không có gì ngoài ánh sáng. Tất cả các linh hồn lớn nhỏ đều chói lọi trước ánh sáng kinh hoàng của ta. Do đó, linh hồn bé nhỏ kia chỉ là một ngọn nến trước ánh sáng mặt trời. Như vậy, ngoài ánh sáng to lớn nhất mà nó là một phần, thì linh hồn lại không thể thấy chính nó, cũng không thể kinh nghiệm nó thực sự là ai, thực sự là gì. Ao ước lớn nhất của linh hồn là tự biết về chính mình, khiến cho một hôm ta nói: "Này con bé nhỏ kia ơi, con có biết phải làm gì để thỏa mãn ước mong của con không?" "Ồ, phải làm gì đây Thượng Đế? Con sẽ làm bất cứ việc gì để có thể tự biết chính mình." "Con phải tách ra khỏi chúng ta, và rồi con phải kêu gọi bóng tối đến với con." "Bóng tối là gì hỡi Thượng Đế?" "Là cái không phải con." Linh hồn kia hiểu ngay, và nó tự tách mình ra khỏi cái toàn thể qua một thế giới khác. Nơi này, linh hồn có quyền kêu gọi tới tất cả mọi thứ bóng tối để kinh nghiệm, và rồi nó kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong cái bóng tối dày đặc, linh hồn đó kêu lên: cha ơi, sao cha lại bỏ rơi con?" Giống hệt như các con đang kêu ta trong sự tối tăm nhất của cuộc đời. Nhưng ta có bao giờ bỏ rơi các con? Ta vẫn luôn luôn đứng cạnh các con, sẵn sàng nhắc nhở cho các con biết rằng các con là ai, sẵn sàng luôn luôn kêu gọi các con hãy trở về nhà. Bởi vậy, hãy là đuốc sáng trong bóng tối, đừng bao giờ nguyền rủa bóng tối. Nên nhớ rằng, điều các con làm vào thời gian thử thách lớn nhất có thể là cái thành công nhất của các con. Vì kinh nghiệm của các con đã tạo ra là một mệnh đề của các con là ai và các con muốn là ai. Câu chuyện trên để các con hiểu rõ hơn tại sao thế giới hiện nay lại như vậy, và làm cách nào để có thể thay đổi trong chốc lát khi tất cả mọi người đều nhớ lại chân lý tuyệt diệu của sự thật cao cả nhất về họ. Có người cho rằng đời là một trường học, và tất cả những điều các con quan sát và kinh nghiệm trong đời các con là để cho các con học. Ta đã nói về điểm này rồi, và ta nhắc lại một lần nữa. Các con tới đời sống này không phải để học điều gì cả. Các con chỉ cần chứng minh những điều các con đã biết rồi. Trong công cuộc chứng minh này, các con sẽ thực hiện chức năng và tự tạo ra một bản thân mới qua kinh nghiệm. Như vậy, các con đã chứng minh đời sống và tạo cho nó một mục đích và làm cho nó trở nên linh thiêng. Có phải Ngài đang nói rằng tất cả những thứ xấu xa xảy ra cho chúng con là do chúng con tự chọn lựa không? Có phải Ngài cho rằng những thiên tai, tai họa đang xảy ra trên thế giới này là do chúng con tự tạo ra để có thể kinh nghiệm những cái đối nghịch với chúng con thực sự là ai? Nếu thế, sao lại chẳng có cách nào ít đau đớn hơn để tạo ra những cơ hội cho chúng con kinh nghiệm bản thân ạ? Các con đã đặt ra rất nhiều câu hỏi rất xác đáng đấy. Chúng ta hãy duyệt đi từng câu một nhé. Không, không phải tất cả mọi thứ các con gọi là xấu xảy đến đều do các con tự chọn lựa. Tất cả đều là tự các con tạo ra. Nên nhớ, lúc nào các con cũng ở trong tiến trình sáng tạo trong mỗi lúc, mỗi phút, mỗi ngày. Các con sáng tạo thế nào, chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ, hãy tin lời ta. Các con là một bộ máy sáng tạo. Các biến cố, các sự việc xảy ra đều được tạo ra từ ý thức. Chỉ cần ý thức cá nhân cũng là sự sáng tạo. Các con hãy tự tưởng tượng ra coi. Tất cả những năng lực được sáng tạo phát ra khi có hai hay nhiều người họp lại nhân danh ta. Giả như tất cả các con họp lại cùng một ý thức, thì sức mạnh đó tạo ra những biến cố có tầm quan trọng trên thế giới. Nói rằng chính các con đang chọn các hậu quả đó cũng không hẳn là chính xác. Đúng ra,
không còn lựa chọn chúng nữa, cũng như ta vậy. Chúng ta quan sát chúng và quyết định các con là ai trong liên hệ với chúng. Nếu còn ý niệm rằng có một ai đó hay điều gì đó đang làm điều cho các con, thì các con đang tự trút quyền năng tác động lên chính nó. Chỉ khi nào các con nói rằng chính các con đã làm việc đó, các con mới có quyền năng để thay đổi nó. Thay đổi cái ta đã làm dễ hơn nhiều thay đổi cái các con đã làm. Bước đầu tiên để thay đổi bất cứ điều gì là cần phải biết và chấp nhận sự lựa chọn như hiện nay, rồi tìm cách thay đổi nó, không phải vì cái đó là sai, mà vì nó không còn là một mệnh đề chính xác về các con là ai nữa. Chỉ có một lý do độc nhất để làm bất cứ một chuyện gì, đó là một mệnh đề cho vũ trụ về các con là ai. Cuộc đời sử dụng theo lối đó sẽ trở nên tự sáng tạo. Các con dùng đời sống để sáng tạo ra các con là ai và muốn trở thành ai. Chỉ có một lý do độc nhất để xóa đi bất cứ điều gì, đó là nó không còn là mệnh đề của các con muốn trở thành là ai nữa. Nó không còn phản ảnh các con nữa, có nghĩa là nó không còn tái hiện nữa. Nếu các con mong ước được tái hiện chính xác cái các con phải hành động để thay đổi bất cứ điều gì trong đời sống, nếu các con nghĩ rằng nó không còn thích hợp với hình ảnh của các con, hãy phóng những năng lượng tư tưởng đó vào vũ trụ. Theo nghĩa rộng, tất cả những điều xấu đang xảy ra đều do các con chọn lựa. Lỗi lầm không phải đã chọn lựa chúng nên gọi chúng là xấu, vì nếu gọi chúng là xấu, các con đã tự gọi mình là xấu do đã sáng tạo ra chúng. Cách nhìn này đã khiến cho các con không chấp nhận được, nên thà dùng điều xấu cho mình còn hơn là dùng sự sáng tạo của chính các con. Điều này, suy nghĩ sai lầm trong tâm linh này, đã đưa các con tới chấp nhận một thế giới như hiện nay. Nếu nội tâm các con có trách nhiệm về thế giới sẽ khác xa như bây giờ. Điều này chắc chắn thành sự thật nếu mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm với thế giới. Những thiên tai đang xảy ra trong thế giới như động đất, bão tố lụt lội, núi lửa, không hẳn chỉ có các con đang tạo ra. Điều mà các con tạo ra chính là mức độ của những biến cố đó tác động lên đời sống của các con. Những biến cố xảy ra trong vũ trụ được tạo ra do sự phối hợp những ý thức của con người. Tất cả con người trên thế giới cùng sáng tạo và đã tạo ra kinh nghiệm đó. Điều quan trọng các con cần phải làm đó là dùng tư tưởng tạo ra một thế giới hoàn hảo khác. Trong đó các con là ai, liên hệ với thế giới như thế nào? Như vậy các con có nhiệm vụ sáng tạo trong đời sống và thời gian hiện hữu để tạo ra kinh nghiệm. Đó là mục đích của sự tiến hóa linh hồn. Các con hỏi rằng, có cách nào ít đau đớn hơn để trải qua tiến trình này không? Có đấy, nhưng không có thể thay đổi nơi kinh nghiệm từ bên ngoài được. Cách làm giảm đau đớn trước những biến cố đau khổ đó là hãy thay đổi cách chứng kiến chúng. Các con không thể thay đổi biến cố bên ngoài vì nó đã được đa số trong các con sáng tạo nên. Khả năng và ý thức cá nhân các con lại chưa đủ trưởng thành để thay đổi các điều đã tạo ra từ ý thức cộng đồng. Bởi thế, các con phải thay đổi các biến cố từ bên trong. Đó là con đường tiến tới sự chủ động trong đời sống. Không có gì đau khổ bên trong. Đau khổ là kết quả của tư tưởng sai lầm. Một vị thầy có thể chữa lành hay làm biến mất đau khổ. Đau khổ là một phê phán do các con đã có về một vật. Bỏ đi phê phán và đau khổ sẽ biến mất. Phê phán thường hay tự dựa vào một kinh nghiệm các con đã có từ trước. Ý kiến của các con về một sự kiện bắt nguồn từ ý kiến đã có từ trước. Cứ đi ngược lại và tiếp tục, các con sẽ gặp tư tưởng đầu tiên. Tất cả tư tưởng đều có tính cách sáng tạo và mạnh nhất đó là tư tưởng gốc. Các con cũng đã nghe tới tội lỗi gốc, original sin. Tội lỗi gốc
khi tư tưởng đầu tiên của các con sai lầm. Sai lầm này cứ cộng thêm nhiều lần khi các con có tư tưởng thứ hai hoặc thứ ba về một vật. Công việc chính của tinh thần là truyền cho các con những hiểu biết mới, xóa đi những sai lầm đã phạm. Có phải ngài muốn nói là con không nên cảm thấy buồn khổ về những trẻ em chết đói tại châu Phi, hay nạn bạo hành và bất công tại Mỹ, trận động đất chết hàng trăm người ở Brazil? Không có nên hoặc không nên nơi thế giới của Thượng Đế. Cứ làm điều các con muốn làm. Hãy làm những gì phản ánh tâm tư của các con. Nếu muốn cảm thấy buồn khổ, hãy cứ buồn khổ. Đừng phê phán và cũng đừng nên buộc tội. Bởi lẽ các con không biết tại sao sự việc lại xảy ra và cũng không biết mục đích là gì. Nên nhớ điều này. Điều mà các con buộc tội và phê phán, coi chừng một ngày nào đó, nó sẽ trở thành các con đó. Tốt hơn, hãy tìm cách thay đổi những điều đó. Hãy giúp đỡ những người khác để trở thành con cái của Thượng Đế với ý nghĩ các con là ai. Hãy ban ơn lành cho tất cả, bởi lẽ tất cả là tạo vật của Thượng Đế. Chúng ta có thể ngừng ở đây một chút để cho con lấy lại hơi được không? Có phải con đã nghe rõ ràng là ngài nói không có nên và không nên nơi thế giới của Thượng Đế? Có lẽ nào lại như vậy được? Nếu không có nơi thế giới của ngài thì chúng phải ở đâu? Thật vậy, ở đâu cơ chứ? Con xin nhắc lại câu hỏi, những nên và không nên xuất hiện ở đâu nếu không phải ở nơi thế giới của ngài? Ở nơi tưởng tượng của các con chứ đâu? Nhưng nhiều người đã dạy con tất cả về những điều tốt, điều xấu, những điều nên làm, không nên làm, đã bảo rằng những phép tắc đó là do ngài, do Thượng Đế đã đặt ra cơ mà. Vậy những kẻ dạy cho các con đã sai lầm rồi đấy. Ta chưa từng bao giờ đặt ra đúng hay sai, nên hay không nên. Làm như vậy là tước đi quyền tự do hoàn toàn của các con. Đây là món quà lớn nhất của Thượng Đế ban cho các con, để các con hành động như chính các con thích và kinh nghiệm những hậu quả của các hành động đó. Đây là dịp để tái tạo các con mới theo hình ảnh các con thực sự là ai. Nếu nói rằng một tư tưởng, một lời nói, một hành động là sai, cũng giống như bảo rằng các con đừng làm điều đó. Cũng giống như ta đang cấm các con làm điều đó vậy. Nếu cấm các con sẽ giới hạn các con lại, như vậy sẽ phủ nhận cái thực tế của các con thực sự là ai, cũng như phủ nhận những cơ hội cho các con sáng tạo và kinh nghiệm chân lý ấy. Có người nói rằng ta đã ban cho các con ý chí tự do, nhưng nếu các con không tuân theo ta, ta sẽ tống các con vào địa ngục. Có lẽ các con muốn trêu đùa Thượng Đế chăng? Ồ, xin đi vào địa hạt, con muốn thảo luận thiên đàng và địa ngục. Theo con hiểu thì không có gì gọi là địa ngục, phải không ạ? Có địa ngục, nhưng không phải như các con tưởng tượng đâu. Các con không kinh nghiệm nó vì những lý do đã nêu ra rồi. Địa ngục là gì? Đó là kinh nghiệm hậu quả xấu nhất của những chọn lựa, những quyết định và những sáng tạo của các con. Đó là kết quả tự nhiên của bất cứ tư tưởng nào chối bỏ ta, hoặc nói là không có liên hệ giữa các con với ta. Đó là sự đau khổ các con tự gánh chịu do tư tưởng sai lầm. Thật ra, từ ngữ tư tưởng sai lầm cũng không đúng, vì không có gì là sai lầm cả. Địa ngục đối nghịch với vui sướng, đó là không hoàn thành. Nhưng địa ngục không hiện hữu như một địa điểm do các con đã tưởng tượng ra đâu. Nơi đó, các con đã bị đốt cháy trong một thứ lửa vô tận, hoặc các con sống trong một trạng thái dày vò vô tận. Ta làm như vậy với mục đích gì? Ta không cần trừng phạt hay đặt các con vào nơi đau khổ vô tận ấy. Nếu cho rằng cần phải có công lý, thì chỉ cần dứt bỏ sự thông công với ta nơi thiên đường cũng chưa đủ công lý sao? Đâu có cần sự trừng phạt đau khổ vô tận nào đó. Ta nói cho các con rõ, sau khi chết, không có thứ kinh nghiệm nào như vậy cả. Các con thường suy diễn không đúng dựa vào sự sợ hãi đấy thôi. Tuy nhiên,
có một kinh nghiệm cho linh hồn. Buồn, bất toàn, bị ít hơn cái toàn thể, bị chia cách với cái vui lớn nhất của Thượng Đế. Sự chia cách này xem như là địa ngục đối với linh hồn của các con. Nhưng ta nói cho các con biết, ta không tống các con vào đó, ta cũng không gây ra kinh nghiệm đó cho các con. Các con, chính các con đã tạo ra kinh nghiệm đó. Bất cứ khi nào các con chối bỏ bản thân, bác bỏ các con thực sự là ai và là gì, nhưng ngay kinh nghiệm này cũng không vô tận. Nó không thể như thế, vì kế hoạch của ta không để các con phải chia cách ta mãi mãi. Quả vậy, điều như vậy là một sự bất khả thi, vì muốn cho biến cố đó xảy ra, không những các con phải phủ nhận các con là ai, mà ngay cả ta cũng phải làm như vậy. Nhưng ta không bao giờ làm như vậy. Chỉ cần còn một người trong các con nắm giữ chân lý về các con, chân lý này tối hậu sẽ thắng. Nhưng nếu không có địa ngục, có nghĩa là con có thể làm bất cứ điều gì con muốn mà không sợ bị trừng phạt sao? Có nghĩa là các con cần có sự sợ hãi để giảm bớt hành động tốt, cần phải có đe dọa để hành động tốt sao? Thật ra ai đã đặt ra các quy luật và phép tắc này? Chính các con đã đặt ra phép tắc và quy luật này, và các con quyết định các con đã làm tốt ra sao. Bởi vì chính các con quyết định các con thực sự là ai và là gì. Các con là kẻ độc nhất có thể định lượng các con làm tốt đến mức nào. Không ai khác sẽ phê phán các con, vì Thượng Đế không thể phê phán chính sáng tạo của mình và nói đó là xấu. Nếu ta muốn các con hiện hữu và làm mọi chuyện một cách hoàn hảo, ta sẽ để cho các con ở trong môi trường hoàn hảo ngay từ lúc đầu. Toàn bộ điểm then chốt của tiến trình này là để cho các con khám phá ra bản thân, sáng tạo ra bản thân các con như các con thực sự là vậy. Đó là linh hồn các con mong ước như vậy. Và các con không thể là thế nếu không có gì cho các con chọn lựa để là gì khác. Vậy nên ta có thể trừng phạt các con vì các con đã chọn cái mà ta đã đặt trước mặt các con không? Nếu ta không muốn cho các con lựa chọn lần thứ hai, tại sao ta lại tạo ra một điều gì khác đối với cái trước? Đó là câu hỏi các con phải tự đặt ra cho chính mình trước khi các con buộc tội Thượng Đế. Câu trả lời là yes. Các con có thể làm bất cứ điều gì các con muốn mà không sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn cho các con nếu nhận thức được hậu quả của nó. Hậu quả là kết quả, kết quả tự nhiên. Đó không phải là phần thưởng hay sự trừng phạt. Kết quả chỉ là kết quả. Chúng là điều kết thành do tự nhiên thực hành những quy luật tự nhiên. Chúng là cái xảy ra bây giờ có thể dự đoán được như là hậu quả của cái đã xảy ra trước đó. Tất cả đời sống thể chất sinh hoạt theo những định luật thiên nhiên. Một khi đã nhớ lại được các quy luật này và đem ra thực hành, các con đã làm chủ được đời sống trên trái đất. Những điều các con nghĩ rằng bị trừng phạt, sự ác hay vận rủi đều do định luật thiên nhiên chi phối hết. Người muốn nói rằng nếu con biết rõ các quy luật đó và tuân theo, con sẽ chẳng bao giờ gặp rắc rối nữa ư? Các con sẽ chẳng bao giờ chính mình kinh nghiệm bản thân bị lâm vào những tình cảnh bối rối nữa. Các con sẽ không còn mọi lo lắng, mọi nghi ngờ và sợ hãi. Sẽ sống hạnh phúc như Adam và Eva trước kia. Không phải không thể chất như những tinh linh trong thế giới tuyệt đối, nhưng là các tinh linh trong thân thể ở giới tương đối. Như thế, các con sẽ có tất cả tự do, tất cả vui thú, tất cả bình an, tất cả trí tuệ, hiểu biết và quyền năng của một tinh linh. Các con sẽ là một hiện hữu hoàn hảo. Đó là mục đích của linh hồn các con. Mục tiêu linh hồn là hiện thân trong thân thể để cảm nhận những gì thực sự hiện hữu. Đó là kế hoạch và ý tưởng của ta. Có nghĩa là ta phải thành tựu nó nơi các con. Như vậy, khái niệm đó được chuyển thành kinh nghiệm để ta có thể biết được bản thân ta bằng kinh nghiệm. Những luật của vũ trụ đều do ta tự đặt ra. Nó rất hoàn hảo cho vạn vật. Các con thấy bông tuyết thật là hoàn hảo không? Mô hình, tính chất phức tạp và độc đáo của nó thật tuyệt vời. Đó là điều bí mật.
các con thường ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vĩ đại, kỳ diệu của thiên nhiên, tất cả sự cân đối của vũ trụ, từ vật to nhất đến hạt nhỏ nhất. Các con nhìn thấy được, cũng còn những điều các con chưa biết vì tính chất phức tạp và liên hệ kỳ lạ trong vũ trụ. Ông Shakespeare của các con đã nói điều này một cách tuyệt diệu. Hỡi Horatio, những điều trên trời và dưới đất còn nhiều hơn những điều ngươi mơ tưởng trong triết lý của ngươi. Vậy làm sao con có thể biết được các quy luật đó? Làm sao con học được chúng? Không phải học mà là nhớ lại. Làm sao để con có thể nhớ lại? Bắt đầu, hãy bất động. Hãy yên lặng bên ngoài để thế giới bên trong có thể đem lại ánh sáng cho các con. Chính cái nội quán này các con cần tìm. Nhưng các con không thể thấy được nó nếu các con đang trầm mình trong thế giới bên ngoài. Vậy, hãy tìm vào bên trong, càng sâu càng tốt. Trường hợp nếu không đi vào trong, hãy đi từ trong ra, như các con thường làm với thế giới bên ngoài. Hãy nhớ tiền đề này. Nếu các con không đi vào bên trong, các con hãy đi từ bên trong ra. Hãy đặt lại câu đó cho đúng. Nếu tôi không đi vào bên trong, tôi sẽ đi từ bên trong ra. Cả cuộc đời các con cứ đi ra. Thật ra các con không cần và không bao giờ cần phải đi ra. Bởi lẽ không có gì các con không thể tự thực hiện được, không có gì các con không thể làm được, và không có gì các con không thể có được. Đây có vẻ như là lời hứa cuội của một cái bánh vẽ. Các con muốn Thượng Đế hứa gì khác nữa chăng? Các bạn thân mến, vì cái đoạn này mình thấy sách dịch nó không có sát, vậy nên là mình sẽ đọc lại cái đoạn tiếng Anh nguyên gốc để cho các bạn có thể chiêm nghiệm nhé. How can I remember them? Begin by being still. Quiet the outer world, so that the inner world might bring you sight. This insight is what you seek. Yet, you cannot have it while you are so deeply concerned with your outer reality. Seek, therefore, to go within as much as possible. And when you are not going within, come from within as you deal with the outside world. Remember this axiom. If you do not go within, you go without. Put it in the first person as you repeat it, to make it more personal. If I do not go within, I go without. You have been going without all your life, yet you do not have to and never did. There's nothing you cannot be, there's nothing you cannot do, there's nothing you cannot have. Liệu các con có tin ta nếu ta hứa ít hơn chăng? Thật lạ lùng. Qua hàng ngàn năm, con người đã không tin vào những lời hứa của Thượng Đế. Có thể những lời hứa quá đẹp để con người có thể tin được. Từ đó các con chọn một lời hứa kém hơn, một tình yêu thương kém hơn. Lời hứa cao nhất của Thượng Đế dựa trên tình thương yêu vô bờ bến, nhưng các con không thể nào hiểu được lời hứa hoàn hảo đến thế. Thành ra, các con không thể tin ngay cả bản thân các con. Không tin tất cả những điều này có ý nghĩa, không tin Thượng Đế. Bởi lẽ, nếu tin vào Thượng Đế sẽ đưa tới tin nơi món quà vĩ đại nhất của Thượng Đế, tình yêu vô điều kiện và lời hứa lớn nhất của Thượng Đế, khả năng vô hạn. Con có thể ngắt lời Ngài ở đây được không? Con ghét phải ngắt lời Thượng Đế khi Ngài đang nói chuyện. Nhưng con đã được nghe cái khả năng vô hạn này trước rồi. Nó lại chẳng ăn khớp tí nào với kinh nghiệm con người. Thôi tạm quên đi những khó khăn con người bình thường gặp phải, còn những thử thách của những người bẩm sinh đã bị giới hạn về thần trí, thể chất thì sao? Khả năng của họ có vô hạn không? Các con đã viết như vậy ngay trong kinh thánh của các con. Xin hãy cho con một ví dụ. Hãy đọc lại các con đã viết ra sao nơi Sáng Thế Ký, chương 11. Trong Thánh Kinh các con đã viết:
Hãy coi, tất cả mọi người là một, cùng có một ngôn ngữ. Con người không bị hạn chế trong những việc tưởng tượng sẽ làm đúng, nhưng liệu các con có thể tin điều đó không? Chưa có câu trả lời đối với những người yếu đuối, tàn tật, bán thân bất toại, những người bị giới hạn. Các con tưởng rằng họ bị giới hạn chứ không phải tự do chọn lựa à? Các con tưởng rằng linh hồn gặp những thử thách trong cuộc đời là do ngẫu nhiên sao? Có phải do các con tưởng tượng ra đó không? Ngài nói rằng một linh hồn chọn được kiếp sống mà nó sẽ kinh nghiệm sao? Không, nếu như vậy sẽ làm hư mục đích của sự thử thách. Mục đích là tạo ra kinh nghiệm đối với bản thân vào thời gian vinh quang nhất trong hiện tại. Do đó các con không được chọn trước kiếp sống mà các con sẽ kinh nghiệm. Tuy nhiên, các con có thể lựa những người, hoàn cảnh, thử thách, chướng ngại, cơ hội và những chọn lựa để tạo ra kinh nghiệm của các con. Khả năng của các con là vô biên trong tất cả những điều các con chọn để kinh nghiệm. Đừng nghĩ rằng một linh hồn hiện thân vào một thân thể là bị giới hạn, chưa đạt tới sự hoàn hảo, bởi vì các con không biết linh hồn đang mong muốn điều gì. Các con không biết chương trình của linh hồn, các con mù mờ về sự dự tính của nó. Bởi thế, hãy chúc lành cho mọi người trong mọi điều kiện, hãy tạ ơn. Làm vậy, các con xác nhận sự sáng tạo hoàn hảo của Thượng Đế và đặt niềm tin vào đó. Thật ra, không có gì xảy ra do may rủi hay trùng hợp trong thế giới của Thượng Đế. Nếu một bông tuyết có thể tuyệt mỹ trong mô hình của nó, nhiều điều bất ngờ, kỳ diệu cũng xảy ra đến trong cuộc đời. Nhưng Giê-xu đã chữa lành cho những người bệnh. Tại sao Giê-xu lại chữa lành cho họ nếu điều kiện của họ hoàn hảo đến như vậy? Giê-xu không chữa cho người ta lành bệnh do ông ấy thấy những điều kiện của họ là bất hảo. Giê-xu đã chữa cho những người đó được lành bởi vì người ấy thấy những linh hồn đó yêu cầu được chữa lành như là một phần tiến trình của họ. Giê-xu thấy sự hoàn hảo trong tiến trình ấy. Ngài nhận thấy rõ và hiểu ý định của linh hồn. Nếu Giê-xu cảm thấy tất cả các bệnh tật, tâm thần hay thể chất là biểu hiện của sự bất toàn, thì Ngài sẽ chẳng chữa lành cho mọi người trên hành tinh này cùng một lúc sao? Các con nghi ngờ rằng Giê-xu không làm được như vậy sao? Không, con tin Giê-xu làm được ạ. Tốt, tại sao Giê-xu lại không làm? Tại sao Giê-xu lại chọn lựa để một số người chịu đau khổ và để một số người được chữa lành? Cũng nhân vấn đề này, tại sao Thượng Đế lại để cho có đau khổ trong cuộc đời? Có toàn hảo trong tiến trình ấy. Tất cả đời sống đều phát xuất từ sự chọn lựa. Ta không thể can thiệp, chất vấn hay buộc tội sự chọn lựa của các con. Thích hợp nhất đó là quan sát và làm bất cứ điều gì có thể làm được để tiếp tay với linh hồn trong sự quyết định và đi tìm kiếm một chọn lựa cao hơn. Hãy chú tâm vào sự chọn lựa của người khác, nhưng đừng phê phán. Hãy biết rằng sự chọn lựa của họ là hoàn hảo trong lúc này. Tuy nhiên, con hãy sẵn sàng để giúp họ tìm một chọn lựa mới, một chọn lựa cao hơn. Hãy thiệp thông với những mục tiêu của linh hồn. Đó là điều Giê-xu đã làm với những người Ngài đã chữa bệnh. Giê-xu đã chữa lành tất cả những ai tới với Ngài hoặc nhờ những người khác cầu khẩn giùm. Giê-xu không chữa bệnh bừa bãi vì làm vậy sẽ vi phạm vào luật thiêng liêng của vũ trụ. Hãy để mỗi linh hồn đi đường của nó. Như vậy, không lẽ chúng con không được giúp ai cả nếu không có yêu cầu sao? Chắc chắn là không. Như vậy, chúng con sẽ không thể giúp những kẻ chết đói tại Ấn Độ, hoặc giúp những người bị hành hạ tại châu Phi, hoặc những người nghèo bị chà đạp mọi nơi. Tất cả những cố gắng nhân đạo sẽ mất đi, tất cả những việc phước thiện sẽ bị cấm đoán. Chúng con phải chờ một người ngỏ lời van xin chúng con trong cơn tuyệt vọng sao? Hoặc chờ cả một quốc gia van nài giúp đỡ trước khi chúng con được phép làm một việc đó thật rõ ràng? Như các con thấy đó, câu hỏi tự nó đã trả lời. Nếu một điều rõ ràng là đúng, thì hãy làm đi. Nhưng cần phải cân nhắc thật cẩn thận về cái mà các con gọi là đúng hay sai. Một điều chỉ đúng hay sai do các con nói như vậy,
trong bản chất không có điều gì đúng hay sai. Đúng hay sai không phải là một điều kiện nội tại trong bản chất, đó là phê phán chủ quan của từng cá nhân. Từ những phê phán chủ quan, các con tạo ra bản ngã của các con qua những giá trị cá nhân để chứng minh các con là ai. Thế giới hiện hữu như bây giờ là để các con có thể phê phán như vậy. Nếu thế giới hiện hữu trong những điều kiện hoàn hảo, cái tiến trình để cấu tạo bản thân sẽ chấm dứt. Nghề luật sư sẽ chấm dứt ngay ngày mai nếu không còn tố tụng. Nghề bác sĩ sẽ chấm dứt ngay ngày mai nếu chẳng còn bệnh tật. Và nghề của Thượng Đế cũng chấm dứt ngay ngày mai nếu chẳng còn vấn đề nào nữa, phải không ạ? Chính xác vậy đấy. Các con đã nói điều đó một cách hoàn hảo. Chúng ta sẽ hết tạo tác nếu chẳng còn gì để sáng tạo. Tất cả chúng ta có một quyền lợi chắc chắn, bất di bất dịch để giữ cuộc chơi này tiếp tục. Giống như chúng ta nói, muốn giải quyết mọi vấn đề nhưng cậy không dám giải quyết tất cả, vì nếu thế thì chẳng còn gì để làm nữa. Các cộng đồng tôn giáo thường quan niệm rằng chỉ có chính ý niệm của họ về con đường độc nhất đi tới Thượng Đế. Nếu ta nói với các con chính là Thượng Đế. Thế thì các tôn giáo còn gì để nói nữa? Nếu ta bảo rằng các con được chữa lành, y khoa còn gì để làm nữa? Nếu nói rằng các con sống trong hòa bình, còn gì cho những người thương thảo hòa bình? Nếu cho rằng thế giới được định rồi, còn gì cho thế giới nữa? Có phải Ngài muốn nói rằng thế giới mãi mãi sẽ có vấn đề? Có phải là Ngài muốn nói rằng Ngài thực sự muốn cho nó như vậy? Ta nói rằng thế giới hiện nay như vậy theo lối nó đang hiện hữu, giống như mô hình bông tuyết đang hiện hữu. Các con đã tạo ra nó như vậy, cũng như các con đã tạo ra đời sống như vậy. Điều các con muốn là điều ta muốn. Ngày các con muốn chấm dứt đói khát, sẽ không còn đói khát nữa. Ta đã trao cho các con tất cả tài nguyên để làm việc đó. Các con có đầy đủ phương tiện để chọn lựa điều đó, nhưng các con không làm, vì các con không thể làm. Các con than van rằng không thể tìm cách giải quyết 4.000 người chết đói trong một ngày, nhưng lại đưa vào 5.000 người trong một ngày để bắt đầu một cuộc sống mới. Các con cho rằng đây là tình yêu và theo kế hoạch của Thượng Đế, có phải vậy không? Thật ra, thế giới hiện hữu theo lối hiện tại vì các con đã chọn lựa cho nó như thế. Các con đang hủy hoại môi trường sống của thế giới có phương pháp hẳn hoi. Sau đó, còn lại trút trách nhiệm cho thiên nhiên, Thượng Đế đã tạo ra. Như vậy các con đang tự lường gạt chính mình. Sự thật thì không có gì hiền lành bằng thiên nhiên, và cũng không có gì ác độc với thiên nhiên như con người. Tuy nhiên, các con thường tránh né trách nhiệm đối với thiên nhiên và cho rằng đó không phải lỗi của các con. Đây không phải chuyện lỗi phải mà do chọn lựa. Các con có thể chọn lựa chấm dứt mưa rừng ngày mai. Các con có thể chọn lựa ngừng phá hủy lớp khí quyển bao quanh hành tinh của các con. Các con có thể chọn lựa để không làm hại hệ thống sinh thái của địa cầu. Nhưng liệu các con có làm không? Cũng vậy, các con có thể chấm dứt mọi chiến tranh ngay ngày mai nếu các con đồng ý không còn giết hại lẫn nhau. Ta sẽ không làm các con điều gì nếu các con không tự làm cho chính mình. Đó là luật, cũng như những lời các nhà tiên tri. Thế giới ở trong hiện trạng hiện nay là do các con không quyết định, tức là quyết định. Địa cầu trong trạng thái hiện nay do những sự chọn lựa hay không chọn lựa của các con. Nhưng con đâu có chọn lựa để chiếc xe camion đâm vào con, để cho thằng ăn cắp móc hầu bao của con, để cho thằng khùng nó hãm hiếp con. Những việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như tạo ra nơi thằng ăn cắp cái nhu cầu ham muốn ăn cắp, tạo ra ý thức làm cho sự hãm hiếp có thể xảy ra. Chỉ khi nào các con nhìn thấy nơi nội tâm cái nguyên nhân gây ra tội lỗi, các con mới bắt đầu sửa chữa những điều kiện làm cho tội lỗi xảy ra. Hãy cho người đói ăn, cho người nghèo phẩm giá, tạo những cơ hội cho những người không may mắn, đừng làm tổn thương tự ái của người khác. Hãy gạt bỏ những hạn chế vô nghĩa dục tính, đồng thời hãy giúp cho những người khác hiểu thấu cái điều kỳ diệu về dục tính và hướng nó đến sự toàn thiện.
Hãy làm những điều đó, rồi các con sẽ đi được quãng đường dài trên đường gặp Thượng Đế và sẽ chấm dứt vĩnh viễn sự ăn cắp và hãm hiếp. Còn việc gọi là tai nạn, như chiếc xe tải đâm vào, viên gạch từ trên trời rơi xuống. Ta bảo thật, hãy học cách chào mừng những bất ngờ đó như một phần nhỏ của tấm thảm họa. Các con đã đến đây và tự phát họa ra một kế hoạch cá nhân để tự cứu mình. Tuy nhiên, sự cứu rỗi này lại không phải tự cứu mình khỏi những cạm bẫy của ác quỷ, mà cũng chẳng có gì gọi là ác quỷ hay địa ngục. Các con sẽ tự cứu mình khỏi sự lãng quên của sự bất thành. Các con không thể thua hay thất bại trong trận chiến này. Thật ra, đây không phải là một trận chiến mà là một tiến trình. Tiến trình cũng không hẳn là đấu tranh như một số tôn giáo thường nghĩ. Tai nạn xảy ra vì chúng xảy ra. Các con cho rằng đó là bất hạnh, nhưng có thể không như vậy đối với chương trình làm việc của linh hồn. Thật ra, không có điều gì là trùng hợp hay ngẫu nhiên hết. Mỗi biến cố, sự việc gửi tới cho bản thân để cho các con tự sáng tạo và kinh nghiệm các con là ai. Tất cả các vị thầy đều biết điều đó, nên họ rất bình tâm trước các biến cố gai cấn nhất trong cuộc đời. Chẳng hạn như tâm của Giê-xu không hề bị xáo trộn bởi những sự đóng đinh trên thập giá. Để cứu rỗi biết bao nhiêu linh hồn, Giê-xu nói, hãy nhìn coi ta có thể làm gì. Các con cũng sẽ làm được như vậy vì các con là những thiên thần của Thượng Đế. Tuy thế, các con lại không tin. Và nếu không tin nơi các con, hãy tin nơi ta. Lòng từ bi của Giê-xu cao tới mức Ngài van nài được hành xử như thế để tác động lên toàn thế giới sứ mạng cho mọi con người đều về trời, hoàn thành bản ngã. Nếu không làm theo cách khác, hãy làm theo Giê-xu. Thắng đi mọi đau khổ và cái chết. Triết lý lớn nhất của Kitô giáo cho rằng không phải các con sẽ có một đời sống vĩnh cửu, sẽ là con cái của Thượng Đế, sẽ có bất cứ điều gì các con yêu cầu, mà là các con đang có. Quan trọng là các con phải biết được điều đó. Nên nhớ, các con là kẻ sáng tạo ra thực tế của các con. Đời sống sẽ như con đường trong đầu của các con, vì ý nghĩ đưa tới sự hiện hữu. Đây là bước đầu trong sáng tạo. Thượng Đế Cha là tư tưởng. Tư tưởng của các con là vị cha sinh ra mọi vật. Đây là một trong những luật của chúng ta cần phải nhớ lại. Vâng, xin Ngài chỉ cho con những quy luật khác. Ta đã chỉ cho các con nhiều lần rồi. Rất nhiều lần từ khai thiên lập địa. Ta đã gửi đến hết vị sư này đến vị thầy khác, nhưng các con không chịu nghe, lại còn sát hại họ nữa. Nhưng tại sao chúng con làm thế? Tại sao chúng con lại làm nhục hay giết họ đi? Tại sao? Bởi vì chống lại mọi tư tưởng của các con chối bỏ Thượng Đế. Và các con cũng phải chối bỏ ta nếu các con tự chối bỏ mình. Tại sao con lại muốn chối bỏ Ngài hay chính bản thân con? Vì các con sợ. Có lẽ những lời hứa của ta quá tốt đẹp để có thể tin là sự thật. Vì thiếu niềm tin nên các con đã tự thu mình thành những tinh linh bám víu vào sợ hãi, sống trong lo sợ. Đáng lẽ ra thì nên sống trong tình yêu, quyền năng và dung thứ. Các con sống trong sợ hãi và cái sợ hãi lớn nhất của các con là lời hứa cao cả nhất của ta có thể là sự lường gạt lớn nhất trên trời đối với các con. Các con cho rằng những lời hứa của Thượng Đế đem lại quyền năng, tình yêu cho các con phải là lời dối gạt giả tạo như của ác quỷ. Các con tin rằng Thượng Đế không bao giờ có lời hứa tốt như vậy, mà chỉ có ác quỷ mà thôi. Ác quỷ dùng lời hứa tốt đẹp đó để lôi cuốn các con chối bỏ bản chất thật của Thượng Đế, một đấng thật đáng sợ, phê phán, ganh ghét, thù hận và hay trừng phạt. Tức là các con đã gán cho các tính chất của ác quỷ cho Thượng Đế để tự thuyết phục mình đừng chấp nhận những lời hứa tốt đẹp của đấng sáng tạo, Thượng Đế của bản ngã. Đó là sức mạnh của sự sợ hãi.
Con đang cố gắng tống cái sợ hãi ấy đi. Ngài có thể nêu lại cho con thêm về các luật không? Luật thứ nhất, các con có thể hiện hữu hay làm và có bất cứ điều gì các con có thể tưởng tượng được. Luật thứ hai, các con thu hút những gì các con sợ. Tại sao vậy? Tình cảm, chính nó là một quyền năng, nó thu hút. Cái mà các con sợ nhiều, các con sẽ kinh nghiệm nó. Một con vật, các con cho là ở một đời sống thấp hơn, nhưng con vật hành động liêm chính và tốt hơn con người, biết ngay tức khắc các con sợ nó. Tình cảm là năng lực đang chuyển động. Khi các con chuyển động đủ năng lực, các con đã tạo ra vật chất. Nếu các con vận dụng năng lực đủ lâu theo một cách nào đó, các con sẽ tạo ra vật chất. Tất cả các vị sư đều hiểu luật này. Đó là sự biến chất của toàn vũ trụ. Đó là bí quyết của đời sống. Tư tưởng là năng lực thanh tịnh. Tất cả tư tưởng của các con đã có, đang có và sẽ có đều sáng tạo. Năng lực của tư tưởng không bao giờ chết đi. Nó rời khỏi các con và đi vào vũ trụ, tỏa ra mãi mãi. Một tư tưởng là vĩnh cửu. Tất cả những tư tưởng gặp nhau, chéo qua, chồng chéo lại, tụ lại thành một năng lực phức tạp, thật đẹp và không bao giờ thay đổi. Những năng lực giống nhau thu hút nhau. Cứ như vậy, năng lực đủ lớn để tạo thành vật chất, tức là vật chất được hình thành từ năng lực thanh tịnh. Khi năng lực tạo thành vật chất sẽ ở trong thế giới trong thời gian rất dài. Tuy nhiên, vật chất này sẽ bị phá vỡ nếu có những năng lực khác chống lại nó. Khi bị phá vỡ, vật chất sẽ phóng ra năng lực thô đã tạo thành nó. Như vậy, các con sẽ hiểu thêm câu: khi có hai hay nhiều người họp lại nhân danh ta, có công dụng như thế nào? Nếu cả xã hội cùng nghĩ theo một hướng, sẽ tạo ra những việc kỳ lạ. Giả sử như một xã hội luôn luôn sống trong sợ hãi, sẽ không thể tránh được sản xuất ra những hình thể có thể làm sợ hãi nhiều nhất. Cũng vậy, những cộng đồng hay giáo đoàn lớn thường có sức mạnh tạo ra các phép huyền diệu nhờ vào tư tưởng kết hợp, còn gọi là đồng cầu nguyện. Cần nói thêm, ngay cả những cá nhân, nếu tư tưởng của họ, sự cầu nguyện, hy vọng, ước mong, mộng mơ, sợ hãi mạnh một cách kỳ lạ, sẽ tạo ra những kết quả đó. Giê-xu đã từng làm những việc đó. Giê-xu hiểu cách vận dụng năng lực và vật chất, cách sắp xếp chúng lại, cách phân phối và kiểm soát chúng. Nhiều vị thầy đã biết điều này. Các con có thể biết điều này ngay bây giờ. Đó là cái biết Adam và Eva cùng tham dự. Trước khi hai người đó hiểu được điều này, không có gì có thể gọi là cuộc đời như các con biết đến hiện nay. Adam và Eva được coi như những người nam và nữ đầu tiên là cha và mẹ của kinh nghiệm của các con. Thật sự, sự sa ngã của Adam lại làm cho nhân loại hết cô đơn. Vì nếu không có sự kiện đó, thế giới tương đối này sẽ không hiện hữu. Hành động Adam và Eva xưa kia không phải là một tội nguyên thủy, mà thực ra lại là khoái lạc đầu tiên. Tự đáy lòng các con phải cảm tạ họ vì là người đầu tiên chọn lựa sai. Adam và Eva đã sinh ra khả năng có thể làm bất cứ chọn lựa nào. Trong thần thoại, các con đã buộc tội Eva rất xấu, đã làm duyên làm dáng để cám dỗ Adam ăn quả táo để biết thiện và ác. Từ đó các con đã đặt ra những chuyện nam nữ sa ngã và quan niệm không đúng về tình dục. Điều các con sợ nhất sẽ gây tai họa cho các con nhiều nhất. Sợ hãi sẽ làm cho các con như một khối nam châm thu hút sắc. Tất cả kinh thánh của các con đều nói rõ ràng: đừng sợ. Các con tưởng đây là một sự ngẫu nhiên sao? Tất cả những luật thật đơn giản. 1. Tư tưởng là sáng tạo. 2. Sợ hãi thu hút năng lực giống nó. 3. Chỉ có tình yêu. Làm sao chỉ có tình yêu nếu sợ hãi thu hút năng lực đồng tính? Tình yêu là thực tế tối hậu. Chỉ có nó là tất cả. Cảm thấy tình yêu là kinh nghiệm thượng đế của các con.
thế giới tương đối đã được tạo ra để ta có thể kinh nghiệm chính ta. Theo đó, thế giới tương đối được tạo ra để ta và các con có thể biết chúng ta bằng kinh nghiệm. Từ đó, Thượng Đế cũng đã trù liệu tạo ra thêm gì nữa khác với chính Ngài. Mặc dù theo đúng nghĩa, điều này là bất khả, vì Thượng Đế đã bao gồm tất cả những gì tồn tại rồi. Khi tạo ra thêm gì nữa, ta đã tạo ra một môi trường trong đó các con có thể chọn lựa là Thượng Đế, chứ không phải được bảo rằng các con là Thượng Đế. Môi trường trong đó các con có thể kinh nghiệm Thượng Đế như là một hành động sáng tạo, chứ không phải là một khái niệm. Trong đó, cái cây đèn cầy bé nhỏ trước mặt trời, cái linh hồn bé nhỏ nhất, có thể biết được nó chính là ánh sáng. Sợ hãi là đầu kia của tình yêu, nó là cái phân cực khởi thủy. Khi tạo ra thế giới tương đối, trước hết ta đã tạo ra cái đối nghịch với chính ta. Trong thế giới hiện hữu chỉ có hai tư tưởng, sợ hãi và tình yêu. Tư tưởng bắt đầu từ đâu sẽ sinh ra vật chất từ đó. Những vị sư đã từng đi qua hành tinh này đã khám phá ra cái bí mật của thế giới tương đối và không chấp nhận tính thực tế của nó. Tóm lại, những vị sư chỉ chọn lựa tình yêu trong mọi lúc, trong mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi họ bị đàn áp hay hành hình. Điều này rất khó hiểu cho các con, noi gương còn khó hơn nữa. Thượng Đế đã dùng đủ mọi cách để phô bày chân lý của Ngài cho các con qua rất nhiều thời đại, với nhiều hình ảnh, hành động, ngôn từ, sự kiện, sách báo. Trong mọi lúc, nhưng các con đã không nghe. Đến bây giờ nơi quyển sách này, các con lại hỏi Thượng Đế những vấn đề này nữa. Câu hỏi này ta đã trả lời biết bao nhiêu lần trong bao nhiêu cách qua biết bao nhiêu thời đại. Tuy nhiên, ta sẽ vẫn trả lời cho các con ngay bây giờ trong quyển sách này. Các con nghĩ rằng cái gì đã đưa các con đến với tài liệu này? Tại sao các con đang cầm quyển sách này trên tay? Các con tưởng rằng ta không biết ta đang làm gì sao? Không có sự trùng hợp trong vũ trụ. Thật ra, ta đã nghe tiếng khóc trong tim các con. Ta đã thấy linh hồn các con đang tìm kiếm gì. Ta đã biết các con đã ao ước chân lý biết bao. Trong đau khổ và sung sướng, các con đã tìm kiếm và khẩn cầu ta. Vì thế, nơi đây, ta đang làm việc đó bằng những lời rõ ràng tới mức các con không thể hiểu nhầm, bằng ngôn từ đơn giản tới mức các con không thể nhầm lẫn, bằng văn bản thông dụng tới mức các con không thể nào không hiểu. Như vậy, hãy hỏi ta tất cả những gì các con muốn, ta sẽ trả lời tất cả cho các con. Nên nhớ, quyển sách này không phải là phương tiện độc nhất để trả lời câu hỏi cho các con. Hãy quan sát sự kỳ diệu của thiên nhiên và những sự kiện chung quanh các con. Ta đã gửi những truyền thông này cho các con nếu các con lắng tai nghe ta. Ta sẽ tới với các con nếu các con mời gọi ta, để các con hiểu rằng ta vẫn luôn luôn ở đây. Luôn luôn. Xin Ngài hãy chỉ đường cho con. Con đã dành cả cuộc đời để đi tìm con đường tới Ngài. Ta biết, và nay con đã tìm được. Con không thể tin được, có vẻ hình như Ngài đang ngồi đây và viết những hàng này cho con. Ngài đang làm như vậy. Chuyện này không có vẻ gì giống như truyền thông với Thượng Đế. Con muốn có cả kèn và trống hả? Để coi ta có thể nào dàn xếp được không nhé. Con sợ rằng cũng có những kẻ sẽ gọi quyển sách này là phi lý, vô bổ. Nếu các con nghĩ rằng Thượng Đế chỉ có thể biểu lộ một cách độc nhất trong đời sống các con thì rất nguy hiểm đấy. Nó làm cho các con ngừng nhìn Thượng Đế ở khắp mọi nơi. Nếu nghĩ rằng Thượng Đế chỉ có một tượng hình, một lối nói, một hành động thì các con sẽ không thấy được ta. Các con sẽ dùng cả cuộc đời đi tìm Thượng Đế nhưng không thấy được, vì các con cứ đi tìm bà trong khi Thượng Đế là ông. Ta đã có lời nói rằng nếu các con không thấy Thượng Đế ở cả nơi trần tục
lẫn nơi cao thâm, các con đã thiếu đi một nửa. Đó là một chân lý vĩ đại. Thượng Đế ở tất cả mọi nơi, buồn rầu, cười vui, chua chát và ngọt ngào. Ngày xưa có lần con đã viết quyển sách Thượng Đế là một cái bánh sandwich nồi xúc xích. Cuốn sách này cực hay, ta đã gợi hứng cho con, nhưng sao lại rồi thôi không biết. Nó có vẻ như nhạo báng hay phạm thượng một cách khủng khiếp người ạ. Con nói phạm thượng một cách khủng khiếp sao? Từ đâu tạo cho con cái ý niệm Thượng Đế chỉ là tôn quý hả? Thượng Đế là cái cao và cái thấp, cái nóng và cái lạnh, cái phải, cái trái, cái tôn quý và cái bất kính. Các con tưởng rằng Thượng Đế không cười được sao? Các con tưởng rằng ta không khoái một chuyện hài hước sao? Kiến thức của các con cứ tưởng rằng ta không có hài hước và thích khôi hài sao? Ta nói thật, Thượng Đế sáng tạo ra hài hước. Khi nói chuyện với ta là các con phải nói với giọng quỵ lụy sao? Có phải tiếng lóng và những lời thô tục là ngoài phạm vi hiểu biết của ta không? Các con có thể nói với ta như nói với những người bạn thân nhất của các con. Các con tưởng rằng có những hành động, hoàn cảnh, âm thanh mà ta chưa từng biết hay chưa từng nghe sao? Các con nghĩ rằng ta ghét thứ này và thích thứ kia sao? Ta bảo thật, ta không ghét gì cả. Không có gì làm cho ta ghê tởm. Đó là đời sống. Đời sống là một món quà, là một kho tàng không thể mô tả được, là cái thiêng liêng trong những cái thiêng liêng. Ta là đời sống, vì bản chất của ta chính là đời sống. Toàn thể vũ trụ đều có thiên mệnh. Không có gì hiện hữu mà không có một lý do đã được Thượng Đế hiểu và chấp nhận. Làm sao có thể như thế được ạ? Thế thì cái ác mà con người đã tạo ra thì sao? Bất kể vật gì, tư tưởng nào, biến cố và kinh nghiệm ra sao đều nằm trong kế hoạch của Thượng Đế. Thượng Đế đã cho các con được tạo ra bất cứ vật gì, tư tưởng gì, biến cố và kinh nghiệm ra sao đều nằm trong kế hoạch của ta. Thượng Đế cho các con được tạo ra mọi thứ, tất cả những gì các con muốn. Trong cái tự do này tiềm ẩn cái kinh nghiệm Thượng Đế chính là Thượng Đế. Từ đó ta đã tạo ra các con và cả cuộc đời này. Cái mà các con gọi là ác, ta cũng yêu nó, vì qua nó ta mới biết được thiện. Qua ác quỷ các con mới biết được Thượng Đế. Ta không yêu tốt nhiều hơn yêu xấu đâu. Hitler đã lên trời. Khi các con hiểu được điều này, các con sẽ hiểu được Thượng Đế. Nhưng con đã được giáo huấn để tin rằng có hiện hữu tốt và xấu, rằng đúng và sai là đối nghịch, rằng có điều được và không được, có điều chấp nhận dưới nhãn quan của Thượng Đế. Tất cả mọi vật đều có thể chấp nhận dưới ánh mắt của Thượng Đế. Bởi lẽ làm sao ta có thể không chấp nhận cái là loại bỏ một vật là phủ nhận nó hiện hữu, cho rằng không ok, tức là nó không phải là một phần của ta, và điều này thì bất khả. Tuy vậy, các con hãy cứ giữ lấy những sự tin tưởng và hãy trung thành với những giá trị của các con. Những giá trị này có thể do cha mẹ các con đã truyền lại kinh nghiệm cho các con. Tuy nhiên, hãy khảo sát chúng từng cái một, coi từng một sự việc. Giống như đừng tháo dỡ cả cái nhà, mà hãy thay thế từng viên gạch đã bị bể, không còn giữ được cấu trúc của căn nhà nữa. Những ý niệm về đúng hay sai của các con chỉ là những ý niệm. Chúng là những tư tưởng tạo ra hình thể và bản chất các con là ai. Chỉ có một lý do độc nhất để thay đổi bất cứ một việc gì. Chỉ có một mục tiêu độc nhất khi sửa đổi. Đó là khi các con không thỏa mãn với các con là ai. Chỉ có các con mới biết các con có sung sướng không. Chỉ có các con mới có thể nói về cuộc đời, đây là những sáng tạo. Con của ta, ta rất thích nó. Nếu những giá trị phục vụ cho các con, hãy cứ giữ lấy chúng. Hãy đấu tranh và tranh luận bảo vệ chúng. Nên nhớ, hãy phấn đấu bằng cách nào đó để không làm hại cho một ai. Làm hại không phải là phương thuốc để chữa lành. Ngài nói là hãy cứ giữ gìn những giá trị của chúng con
và cũng nói những giá trị của chúng con đều sai. Xin người giải thích cho con. Ta chưa từng nói những giá trị của các con là sai hay đúng, cũng chẳng công nhận chúng đúng. Tất cả chỉ là những sự phê phán. Phần lớn những định giá, phê phán lại không phải do các con quyết định. Nó đến từ một nguồn khác, có thể là do ảnh hưởng của cha mẹ, thầy cô, sử gia, chính trị gia. Hãy coi chừng những định kiến, phê phán về các giá trị của các con dựa vào kinh nghiệm của người khác. Nếu có một điều gì có thể gọi là tội, thì đó chính là một tội. Để cho chính mình trở nên hiện như bây giờ do kinh nghiệm của những kẻ khác, đó là tội mà các con đã phạm. Tất cả các con không dựa vào kinh nghiệm của chính mình, nhưng lại chấp nhận kinh nghiệm từ người khác như là phúc âm. Đến khi gặp kinh nghiệm thực của chính mình, các con lại bỏ đi và chấp nhận kinh nghiệm của người khác. Nếu các con đừng làm thế, các con đã có một kinh nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Một kinh nghiệm có thể làm cho vị thầy đầu tiên hoặc nguồn gốc thành ra sai. Trong hầu hết các trường hợp, các con không muốn để cho cha mẹ, thầy cô, tôn giáo, tập quán, thánh kinh, không muốn gọi chúng là sai. Thế nên các con chối bỏ kinh nghiệm của chính mình, để thiên về điều các con đã được chỉ phải suy nghĩ như vậy là đúng. Ta chứng minh điều này thật dễ, đối với dục tính của con người. Mọi người đều biết về dục tính là kinh nghiệm độc nhất cho tình yêu cao nhất, kích thích nhất, mạnh mẽ nhất, hồ hởi nhất, tân tạo nhất, tăng cường nhất, khẳng định nhất, thân mật, hợp nhất, là kinh nghiệm thể chất tái tạo nhất mà con người có khả năng thực hiện. Sau khi phát giác như vậy bằng kinh nghiệm, các con lại chấp nhận những định kiến, phê phán, ý kiến và quan điểm dục tính của những người khác. Những quan niệm, phê phán, ý kiến này đã đi ngược lại với kinh nghiệm của chính các con. Nhưng vì các con sợ phải cho thầy cô giáo là người sai, thế nên các con tự thuyết phục mình rằng kinh nghiệm của mình đã là sai. Kết quả là các con đã không thể cảm nhận được sự thật của vấn đề với những hậu quả rất nghiêm trọng. Đối với tiền bạc, các con suy luận cũng y như thế. Các con cảm thấy rất khoái trá khi nhận tiền cũng như tiêu tiền. Điều này chẳng có gì xấu, ác hay sai cả. Nhưng các con lại dựa trên kinh nghiệm của kẻ khác cho rằng tiền bạc là xấu xa. Khi chấp nhận chân lý này, các con tạo ra những tư tưởng đẩy tiền bạc ra xa vì cho rằng thu hút tiền bạc là điều xấu và không tốt. Thật kỳ lạ, các con cũng đã tạo ra một mâu thuẫn như vậy đối với Thượng Đế. Kinh nghiệm cho các con biết Thượng Đế rất tốt, rất yêu thương, nhưng thầy cô và những người khác lại cho rằng còn phải kính sợ Thượng Đế vì Thượng Đế rất công bằng. Các con phải run sợ trước mặt Thượng Đế. Các con sẽ khốn khổ khi đối diện với công lý của Chúa. Do đó các con phải vâng theo những giới răn của người. Các con được dạy rằng Thượng Đế giàu lòng từ bi và tha thứ. Tuy nhiên, nếu các con xin tha thứ không đúng kiểu hay các con không tới đúng lối đi của Thượng Đế, lời cầu xin của các con sẽ không được nghe, tiếng khóc của các con không được lưu ý tới. Thành ra, phần lớn các con dành hết cả tuổi trưởng thành đi tìm cái kiểu cách đúng để hành lễ, để tuân theo, để phục vụ Thượng Đế. Điều buồn cười trong mọi chuyện này là ta không muốn các con lễ bái. Ta không cần các con tuân theo, và các con không cần phải phục vụ gì ta. Đó là những hành động của các vị vua chúa kỳ thời xa xưa đòi hỏi thần dân phải phục vụ họ. Đó không phải là những đòi hỏi, nhu cầu, ước mong của Thượng Đế đâu. Thượng Đế thiêng liêng, không có nhu cầu. Tất cả đều là đúng như vậy. Không cần và không thiếu gì cả. Hết chương 1. Mời các bạn lắng nghe những chương tiếp theo.